thằng nay cha tôi gắm pha xây giang bù ná rê tì tì. Itipiso phagawa dana parami sampanno Itipiso phagawa dana upaparami sampanno Itipiso phagawa dana paramantha parami sampanno Itipiso phagawa sila parami sampanno Itipiso phagawa sila upaparami sampanno Phagawa sila paramantha parami sampanno Itipiso phagawa nanh kamma parami sampanno Itipiso phagawa nanh kamma upaparami sampanno Itipiso phagawa nanh kamma paramantha parami sampanno Itipiso Phagawa banya parami sampanno Itipiso phagawa banya upaparami sampanno Itipiso phagawa banya paramantha parami sampanno Itipiso phagawa viriya parami sampanno Itipiso phagawa viriya upaparami sampanno Itipiso Phagawa viriya paramantha parami sampanno Itipiso phagawa khanti parami sampanno Itipiso Phagawa khanti upaparami sampanno Itipiso phagawa khanti paramantha parami sampanno Itipiso Phagawa sañca parami sampanno Itipiso phagawa sañca upaparami sampanno Itipiso phagawa sañca paramantha parami sampanno Itipiso phagawa atthinthana parami sampanno Itipiso phagawa atthinthana upaparami sampanno Itipiso phagawa atthinthana paramantha parami sampanno Itipiso phagawa metta parami sampanno Itipiso phagawa metta upaparami sampanno Itipiso phagawa metta paramantha parami sampanno Itipiso phagawa ubhaṅkha parami sampanno Itipiso phagawa ubhaṅkha upaparami sampanno Itipiso phagawa ubhaṅkha paramantha parami sampanno Itipiso phagawa dasa paramantha sampanno Itipiso phagawa dasa upaparami sampanno Itipiso phagawa dasa paramantha parami sampanno Saṃsāre saṃsāraṃ tānaṃ sambhadum kavinā sane Ewa ma di guna be tang ane
tham ma năng vi cha yo tat tha vi vi yang bi ti ba sa ti bo chang ga cha tat tha ba re sam ma tu banh kha bon chang ga san te te sam ba da si na mu ni na sam ma kang kha ta fa vi ta ba hu li ka ta sang quán tăng tí a phinh nha và niệm ba na ya cha bố thì gia ê tê na san cha quán chê na son thì tê hô tu sam ba đa ê ca minh sa ma dê na thô mong gan la nan cha ca sa băng ki la nê đúng khi tê đi xoa bỏ chán ghê san đê sa di tê cha tăng a phi nan đi toa rô ga mum chin su tăng kha nê ê tê na san cha quánh chê na so thi tê hô tu sam ba đa ê ca đa tham ma ra cha pi ghê lăn nhê na phi bi li tô chuôn đánh thê rê na tăng nhê qua pha na bê toa na sa đa răng sam mô đinh toa cha a ba tha tam ha vô tha si tha na so e te na san cha wan che na so thi te ho tu sam ba da ba hi na te cha a ba tha tinh năng nam bi ma he si năng mang ga ha ta ki le sa wa ban ta num ban ti tham ma tăng ê tê na san cha quán chê na son thì tê hô tu sam ba đa nắc mô bút thà giá nắc mô thầm mà giá nắc mô sằng khà giá và con xin một lần nữa kính đảnh lễ ngài Trí Đức và con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư cho buổi học ngày hôm nay ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahma cha lô ca thi ba tỳ sa hầm ba tỳ ca tần cha lì an thi hoa rằng a già cha tha san tỳ tha sắc tập ba ra chắc kha cha tỳ ca đệ xê tu thâm măng a nụ cầm bi măng ba chăng sát thầm ma phệ rình quy nha dành cha cả dạng su tành cha bệnh thăng a thầm ma chăm măng a cô ta dặn tô cha tu sanh cha đặng đặng bắp bồ tha này về ba rì xa và mạnh chê phạm thiên phẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày dời trơn sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nắc mô bức thà giá mô thầm mà giá nắc mô sằng khà giá dạ Nguyên Như xin kính mời MC của ngày hôm nay ạ. Nguyên Như xin kính mời Quynh Minh Tâm, không biết Quynh Minh Tâm có trước máy không hả Quynh? Dạ, sa thú lành thay. Xin mời Quynh ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ, và trước hết con kính đảnh lễ và vãn an sức khỏe sư Liễu Tông và sư Trí Đức. Và kính đảnh lễ chư tăng ni với những nickname mà con không có biết, và kính chào quý Phật tử. Và hôm nay là thứ bảy ở Mỹ Quốc và chủ nhật ở Việt Nam, và chúng ta có thời Phật pháp vấn đáp với sự chỉ dạy của sư Liễu Tông. Nhà mời quý vị nêu lên những thắc mắc ạ. Trong một tuần qua và chúng ta có những thắc mắc gì thì quý vị có thể nêu lên và tranh thủ và quên nữa, con xin phép thỉnh sư Liễu Tông lên thử micro và con xin sám hối. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ mày, dạ kính thưa chư cần sư nam sư nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ sa thú, dạ kính thưa sư, dạ chúng con nghe rõ. Dạ xin mời quý vị nêu những thắc mắc của mình ạ. Dạ không ai thắc mắc, dạ con xin thắc mắc nho nhỏ. Dạ kính thưa sư, dạ ở trên thế giới thì cái gì nó cũng phải có cái giống như cái tổ chức, ví dụ một cái quốc gia hay là bên đạo Chúa thì người ta cũng có Đức Giáo Hoàng, có những cái người mà đứng ra lãnh đạo tôn giáo. Nhưng mà thưa sư, theo cái suy tư của đạo Phật thì nó như thế nào mà Đức Phật để cho cái giống như giáo lý của Đức Phật nó tự nhiên là nó sanh diệt theo duyên, tức là không có giao lại cho mỗi người nào đó điều hành quản lý, thì cái đó nó có cái sự việc nó như thế nào thưa sư? Và con kính thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra trong giáo pháp của Đức Phật thì có luật như giáo pháp, nghe pháp với luật đó. Nhưng mà đối với con người thì không có gì chắc chắn đó. Đối với con người thì trong thời gian đầu, thời gian Đức Phật còn tại thế thì còn có những bậc tứ thánh quả, sau này sẽ mất lần. Thành ra nếu mà Ngài giao cho cá nhân á, thì nó sẽ đưa tới những cái sự lộn xộn. Mai mà Ngài không giao nó vẫn còn lộn xộn như thường. Thành ra nếu mà giao còn lộn xộn hơn nữa. Bởi vì ngay cái lần cái tập tâm tạng là đầu tiên đã thấy có sự lộn xộn rồi. Khi mà Ngài Ma Cách Sa Bà đi ra mà nói với cái một cái vị khác là Trưởng lão Purana, nói chư tăng đã tuyên tụng lời dạy của Đức Bổn Sư đã xong, xin Ngài hoan hỷ xả thú. Thì Ngài nói là tôi chỉ nghe những cái gì mà chính lỗ tai tôi nghe từ miệng Đức Phật mà thôi, còn cái chuyện quý vị làm nó là chuyện quý vị. Như là đó bắt đầu đã chia phe phái rồi, thành ra nếu mà Ngài giao thì còn bao nhiêu chuyện nữa. Thành ra cái cách xử lý của Đức Phật thì với cái trí tuệ của Ngài biết gì sẽ xảy ra, thành ra Ngài chỉ giao những cái gì Ngài dạy trong vòng 45 năm đó, là thầy. Nhưng mà chúng ta thì có lẽ là không có biết tôn trọng thầy, thành ra mình nay nếu bánh gió tự do không có giao mà còn vậy chứ đừng nói giao hơn. Giao chắc ngoài ngoài giỏ miệng còn giỏ tay giỏ chân nữa là phiền lắm, chúng sanh mà. Thành ra nhưng mà ở những cái xứ mà nghe theo cái truyền thống nguyên thủy từ đầu thì ít nhất cũng còn có được 1-2 ngàn năm, nghĩa là chưa tăng đoàn kết lo học hành đàng hoàng.
Còn những cái xứ mà không có theo Phật giáo truyền thống thì chia năm xẻ bảy rất là dễ. Bởi vì cái nhìn, ví dụ điển hình là nước Việt Nam mình đó, là nó bao nhiêu chuyện, thành ra chư tăng có cơ hội mà gặp được Phật pháp cũng học tới nơi, cũng không có thể làm được những cái gì mà xa hơn những cái điều mà Đức Phật đã giảng dạy trong vòng 45 năm. Thì cái đó là cái nghiệp của chúng sanh, chúng sanh có lỡ nhiều đời nhiều kiếp không có để ý tới những cái khúc mắc của xã hội, không để ý tới cái nội tâm của mình nó phiền não như thế nào. Thành ra cái chuyện mà Đức Phật giao giới pháp với lực là thầy, nghĩa là vị thầy cao cả nhất mà hiện giờ mình đang có mà mình còn không tôn trọng thì đừng nói giao cho một người. Nếu giao cho một người thôi chứ hết cái người đó mình nằm xuống rồi đó thì bao nhiêu chuyện, như là sáng táo lên đi để thầy tôi nhất ha, thầy tôi mới là ngon lành rồi này kia, nó còn lộn xộn hơn nhiều. Đó lý do tại sao mà những cái điều mà Đức Phật để lại để cho chúng ta có một cái hiểu biết về tâm linh nhiều hơn. Và chính Ngài cũng dạy là này chư tỳ kheo, người mà hàng cận sa nam nữ mà kính trọng rao nghe kính trọng Tathagata Thật Khốt là cái người hành theo những cái điều mà thầy giải giảng dạy trong vòng 45 năm. Tức là bây giờ mình không hành theo tức là mình đã không kính trọng vào đặng Đức Phật, mình còn không kính trọng thì nói chỉ thầy, nói chi thêm tổ ha. Đó là những cái điều mà chúng ta nên suy gẫm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thố sa thố, con kính tri ân sư Liễu Tông. Một lần nữa con kính mời quý vị hoan hỷ nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Quý vị vào đây quý vị ngồi nghe thì cũng rất là tốt nhưng mà được chúng ta nên nói lên những cái thắc mắc của mình để cho nó có bài học cho đạo tràng. Vậy Phật pháp vấn đáp thì nó phải hai người. Trong khi chưa ai hỏi thì sẵn con cũng hỏi một cái nữa, đây là một cái điều mà cũng người Việt Nam của chúng ta cũng sử dụng rất là lâu đời, đó là đeo cái tượng của Đức Bổn Sư ở trước ngực, tức là một cái và sau này thì cũng đeo ở trên tay, hồi xưa thì đeo thường đeo dây chuyền, sau này thì bắt đầu xuống cái cái tay thì cũng có cái tượng Phật nhỏ nhỏ nó nằm ở trong đó. Đây là một cái điều mà nó cũng truyền trong dân gian rất là lâu, khi con còn nhỏ lớn lên thì con cũng đã thấy có rất là nhiều con người thì họ kính nể thì họ làm bằng vàng rồi ngà voi rồi xương con này con kia, tức là nó đi từ từ, bây giờ thì ra mũ thì tùm lum hết, rất là nhiều. Thì ở đây con thỉnh sư giảng dạy trong cái vấn đề mà chúng ta làm như vậy đó thì cái việc đó nó có nên tiếp tục duy trì hay là chúng ta nên bỏ nó đi. Thì con không biết nó xuất phát từ nào, khi con lớn lên thì con thấy cái hình tượng nó rất là nhiều. Thì con kính thỉnh sư Liễu Tông giảng dạy về cái tượng Phật mà chúng ta dùng để làm trang sức ạ. Và con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Những cái tượng Phật nhỏ nhỏ mình để đeo để đồ đó, cái đó là cái chuyện làm sai lầm nhất, có lẽ là trong cái suy nghĩ của những người tự nhận mình là người theo Phật. Bởi vì lý do dễ hiểu đó, cái cơ thể mình thì nó dơ ghê lắm. Cái thứ hai đó, mình làm những cái điều mà nó cũng không được trong sạch. Thí dụ quý vị đeo trong ngực rồi tới cái giờ Tào Tháo rồi quý vị làm gì, tỉnh ngay đi theo à, phải không? Thôi là chẳng cái mà mình nên suy nghĩ lại, nên suy nghĩ lại. Quý vị có những cái tượng đó thì nên để nhà, nếu mang theo trong tâm, không nên mang theo trên thân của mình.
Vì cái nghĩ ở cái xứ như Việt Nam, Thái Lan hay Miến Điện mà đeo vô là đi bộ cả buổi chu chào. Mà hồi nó ra mà cái chắc mệt chứ. Thành ra giống như mình để Đức Phật ở cái chỗ mà không không được tôn kính tôn nghiêm cho lắm. Thành ra vậy nào mà có lỡ đeo rồi nó cũng nên suy nghĩ lại. Đem về đặt xây bàn thờ bằng thiết để lên sám hối với Ngài. Giờ chờ vô mình bao nhiêu năm không biết, thành ra có thể có những lỗi lầm xúc phạm thì nên sám hối đi, để là vậy đó. Rồi trước khi sang mình, trước khi ra khỏi nhà lời xá ngạn cái tụng Nam Mô Tật Xài hay là Quốc Thân Sa Năng Gắt Trả Mí gì đó, chiều mình về mình cũng làm giống vậy, nó vẫn tốt hơn là mình đeo theo người. Bởi vì cái pháp hộ trì mình đó, nó không phải là cái tượng của Ngài, nên nhớ chuyện đó. Mà cái thiện pháp phát sanh dựa vào cái tượng của Ngài là phương tiện cái thiện pháp phát sanh. Nó là cái nơi nương nhờ của mình thật sự. Như trong câu A Thị A Tân Na Thổ đó, thiện pháp là nơi nương nhờ của cá nhân chúng sanh đó, chứ không phải là do cái gì cả. Mà mình có được nơi nương nhờ, mình không biết nương nhờ cho đúng mức, thì chắc chắn là đó cái sự đầu tư lỗ vốn thấy trước được mà mình vẫn tiếp tục làm, thì chuyện đó qua thật là không có nên. Theo cái ý riêng chúng tôi khuyên quý vị nên suy nghĩ lại ví dụ mình đeo tượng Phật trong người. Nó mỗi thầy giá cô Mạng Như không biết có ngồi trên máy không, cái liền mà chờ tôi mới gửi cho cô á, chứ mới gửi cho cô đó, cô mở ra rồi coi. Nhìn bên trái số từ 1, 2, 3 thì cái số 59 nó là bài kinh Anuttara, bài kinh vô ngã tướng. Thì trong đó, đó nó có một số cái đoạn mà nó trùng nhau, thành ra người ta chấm chấm hoặc tôi để chữ P đó, tức là như 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 trên đó. Thì cô coi có hiểu hay không hiểu, coi nhờ vị sư nào ở gần đó, sư Thái xong mới đi cũng được, chỉ cho cái cách mà nói ra cho nó đầy đủ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thú dạ. Con kính tri ân sư Liễu Tông. Nhà Nguyên Trang tặng cành bông có lên đặt câu hỏi gì không? Nhà Nguyên Trang ông là về Mỹ rồi, có quen già dắt ở xứ Hoa Kỳ này chưa? Dạ, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. Mời quý vị mạnh dạn lên. Thấy có một câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Thưa sư, tâm mong muốn, ước nguyện tranh đá có bị xem là tâm tham hay không? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bích Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tâm ước nguyện muốn chánh đá đó thì nó đi trong các tâm bất thiện và tâm thiện đó, còn là mình phải dựa trên số điều kiện khác để biết nó có tham hay không. Nếu mà nó tham thì gọi là kamma chánh đá, còn nếu nó không tham tức là tác dục, tức là kamma yata chánh đá, kamma yata chánh đá. Cái đó là phải tùy cái một số cái điều kiện khác, chứ còn nếu mình ước nguyện ước muốn ước như thế nào và cái tâm lúc đó như thế nào thì phải dựa vào cái đó cho được, chứ còn nếu không thì nếu trả lời cái chung chung này rất là khó. Bởi vì cái tâm sở chánh đá nó đi với ác pháp mà cũng đi với thiện pháp nữa, chứ không phải nó đi với thiện pháp không à. Đi ác pháp cả thiện pháp nữa, là cần một số tâm sở khác để mình biết nó cái lúc mà cái tâm thở đá đó, cái ước muốn nguyện nó phát sinh đó, nó có thể là ác pháp hay là thiện pháp. Nam mô Bích Thầy dạ. Sa thú sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nêu ra những thắc mắc của mình ạ.
Và định tuệ song tu kính thưa sư, trong 18 giới, 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 5 nhóm đầu, nhị, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thì dễ hiểu. Xin sư giải thích nhóm thứ 6 gồm ý giới, pháp giới, ý thức giới. Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư vị công quý nhân, có nghe sư nói không? Hồi nãy sư gửi cái link cho cô biết nhận được chưa? Ở đây đó mình muốn biết phân biệt ba cái này là phải biết cái chi pháp của nó, tức là thực tính pháp mà nó mà đi theo cái dấu đó, đó. Ý giới thì nó chỉ có ba cái tâm thôi, tức là hai tâm kháng ý môn, kháng ngũ môn, và cái tâm thứ ba tức là tâm thứ rồi kháng kháng y môn, kháng ngũ môn, với mà cái tâm thứ ba nó không biết cái học thử không nhớ cho đó, thì chúng nó chép lại rồi. Còn cái pháp giới đó nó gồm có 16 cái sắc sắc tế, tức là trừ 12 cái sắc rõ rồi, còn 16 sắc tế, 52 tâm sở, như 52 tâm sở với niết bàn. Còn ý thức giới là gồm tất cả các tâm còn lại ngoại trừ cái ý giới đó, tức là ba cái tâm thuộc về ý giới đó thì gọi là ý thức giới. Thì phải dựa vào đó để anh biết mà nó là cái gì, nó như thế nào. Tại trong 16 cái pháp mà gọi là 18 giới tha tụ đó, thì nó mỗi cái một cái chữ của nó đều phải có cái chi pháp hết đó. Tức là những cái đó nó thuộc về cái phần chi pháp, coi trong chi pháp mới biết nó đâu nó làm gì, thành là người ta chia ra để cho nó thành, nó mới đủ 18 cái. Cái giới ít nhất là có ba thôi, là một cái thầy á. Dạ sa thú, dạ kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ con không có thấy tín hiệu nhúc nhích của Nguyên Như, chắc Nguyên Như không có trước máy, thấy Nguyên Trang nói là Nguyên Như bận rồi. Dạ sau đây con thấy Như Thật bỏ sang câu hỏi: thưa sư, nghĩa của chữ vô ngã và chữ trống không chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư Lưu Tông ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là chữ vô ngã thì nó có bốn ý nghĩa, nên nó có bốn ý nghĩa tất cả. Nghĩa thứ nhất có nghĩa là không có chiều theo ý muốn ai, tức là không ai làm chủ nó được, không có ai có thể sai khiến được. Nghĩa thứ hai đó là vô chủ, tức là không có chủ. Cái nghĩa của ta đó không phải là ta, là không phải của ta, nhưng mà thường thường mình hiểu nghĩa thứ ba này là trống không, không phải trống không, nó khác, nó phải dựa vào một số điều kiện khác. Nghĩa thứ tư là phủ nhận thiết của nhóm ngoại đạo, thành ra đó là bốn ý nghĩa của chữ vô ngã. Còn nhiều khi cái chữ trống không nữa mình phải, nếu mà người ta nói đi chỗ nào mình phải hiểu chỗ đó mình mới có thể mình coi nó trống không nó là cái gì mới được. Chứ có nhiều cái chữ mà là chế định pháp mà nó không có thực tính pháp trong đó, thì nếu mình nói mình không có cái chỗ mà để căn cứ thì nó rất là khó giải thích, rất là thích. Còn chữ vô ngã thì nó có nghĩa đàng hoàng, có nghĩa từ Bali dịch ra như thế nào hết, nó bốn nghĩa tất cả. Còn chữ trống không phải hiểu là người ta chơi chữ trống không đó nè, người ta dùng như thế nào, dùng chỗ nào thì cái đó mới có thể giải thích được, chứ không giống như cái nghĩa của các dinh từ chế định mà Phật pháp mà có cái chi pháp đó, đó đi theo đó thì nó dễ cho mình hơn. Là mô với thầy á.
Dạ, con thấy định tuệ song tu bốt lên bốn nghĩa của vô ngã. Ồ, cái này là chỉ chia sẻ thôi ha, dạ, chứ không phải câu hỏi. Dạ, xin mời quý vị chúng ta nêu lên những cái và cái thắc mắc của mình ạ. Dạ. Dạ, không ai hỏi rồi con hỏi tiếp về vấn đề tượng Phật. Thưa sư, mới đây thì ở Việt Nam có một cái bài báo người ta đăng là có cái đại gia nào đó mua một cái cục cục đá mà tin rằng ở ngoài vũ trụ nó rớt vào trong không gian và tới 600.000 đô, và 600.000 đô thì rất là nhiều, và đem tới dâng cho một cái chùa nào đó nha, để làm tượng Phật. Thì ở đây con chỉ muốn hỏi ở trên cái khía cạnh nhân quả là, thí dụ một cái người mà họ có nhiều tiền họ làm như vậy đó, và thì họ có được cái và cái phước nó như thế nào không thưa sư, và hay là cái việc mà giống như mình cúng dường như vậy là tại con thấy nó làm rất là nhiều, 600.000 đô, số tiền rất là lớn. Thành thử tỉnh sư giảng dạy trong cái việc để người Phật tử sau này nhiều khi người ta giàu quá thì người ta có thể đi tìm một cái vật chất nào đó nó quý, như nãy con nói đó, và có nhiều người làm bằng vàng bằng kim cương cái gì đó, những cái gì mà nó quý người ta làm tượng Phật, thì như vậy thì nó có được cái phước nó lớn hơn hay không. Con kính thỉnh sư giảng dạy cái điểm này. Nam mô Tài giả kinh bạch chư tôn hay giả kinh thưa chư quý vị, mình không biết mình có làm phước đúng hay tạo phước đúng hay không, nên mình phải dựa vào những cái điều mà Đức Phật dạy đó, có 10 phương pháp tạo phước đó, nó như thế nào. Chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ mình làm để cho người ta kính nể, người ta biết mình giàu này kiêm trùng mấy cái chuyện nó không liên quan tới phương pháp tạo phước đó, đó. Thấy không? Tạo phước là bố thí trì giới phục vụ rồi nè. Tùy hỷ phước báo rồi, hồi hướng phước báo rồi tính pháp và thuyết pháp rồi giải chánh tri kiến, thì cái đó mới là phước, mới tạo là phương tiện để tạo phước. Chứ còn bây giờ nếu mình làm cái đó, mình làm nó cho người ta biết mình giàu này nọ xong, tức là mình tạo phương tiện để cho cái tâm nó dính mắc thôi, chứ có cách gì có đâu phải là phước gì đâu. Hỏi bây giờ mua cái đó để làm gì, nó có liên quan tới bố thí không, có liên quan tới giữ giới hay không, có liên quan tới tu tiến hay không, có liên quan tới cung kính hay không, phục vụ hay không, hồi hướng phước báo tỷ công đức giảng pháp nghe pháp với làm cho cái tâm mình trở nên là người có tri kiến chân chánh đó, thì nó dính vào chỗ nào. Nếu nó không dính vô thì có bỏ ra bạc triệu thì nó thì cũng nhầm hết á. Nhiều ông tỷ phú có tiền không biết xài, giống như bây giờ mấy lúc này nghe nghe mà không biết sự thật như thế nào, thì bây giờ cứ nghe tin hoài quý vị biết đó. Có ông tỷ phú nào mà bỏ tiền để cho cái đám mà ở Nam Mỹ lên để nó đi tị nạn gì ông sùng đó, nếu mà làm như vậy thì nó có phước vậy đó, chỉ là xài tiền cho mua danh mua lợi để cho hết tiền thôi chứ là phước gì đâu. Có rất nhiều người Mỹ thì những ông mà có tiền, tại sao mà, ví dụ những người không rát không giúp họ, những cụ nhân qua đây thì bị tật đồ này kia ông trùm đó, những người đã từng chiến đấu giúp cho nước Mỹ ấy, tại sao không làm mấy cái đó, thấy nó còn dính vào phước bố thí phước phục vụ rồi được. Chứ còn bây giờ đem tiền giống như rải cửa sổ để chứng tỏ rằng mình là người giàu, người có khả năng như này kia ông trùm, thì cái chuyện đó nhiều khi tạo nghiệp ác nhiều hơn là tạo phước, không có phước gì đó. Bây giờ muốn gì cho chắc chắn là bây giờ phải dựa vào một số cái điều kiện nói trắng là Đức Phật dạy đó, tạo phước có 10 phương pháp, nó phải như thế đó thế đó, phải như thế đó, nó phải có bao nhiêu như là cái điều kiện thành phước nó mới thành tựu, chứ không phải lúc nào phước nó cũng thành tựu ha. Mình tưởng mình làm phước chứ chưa chắc, khi mình làm phước tại vì mình sợ nó cười, mình tới chùa cái thấy người ta đang kêu phước để sửa gì của chùa đó,
mình đứng nhầm dòm dòm thấy tự nhiên ta dòm mình, nếu mình không đứng trong hàng để hùng vô vài ba chục thì là thấy mặt mình nó trơ trẽn ra, mình là phước phước về tới nhà cái tiếc tiếc của, hoặc là nghe ai nói làm chi vậy, cái chùa đó mấy ông sư đó ông không đàng hoàng, mình trưng lúc đó là mình tiếc tiền mình chửi ông sư ra chùa, mà nếu trong chùa có ông nào là ông thánh là mình mà nghĩa là có lẽ là cũng là tăng kỳ khiếp thì đi ăn mày không đủ no đó, nó quay dẫn đâu, nghe không? Cái đó phải tùy nhiều điều kiện khác chứ không phải là thấy người ta làm rồi mình cứ tưởng ấy, phải dựa vào một số cái những cái lời dạy của bậc trí mới được, chứ còn nếu không mà nhiều khi mình làm ác còn mình cứ tưởng mình làm phước không có nên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa tu và con kính truyền sư Liễu Tông. Dạ mời quý vị chúng ta tiếp tục nêu những thắc mắc của mình ạ. Nhà quý vị không dạ con thấy định tại song tu kính thưa sư bậc thánh dự lưu chỉ còn trở lại cõi dục tối đa 7 lần nhưng có thể luân hồi nhiều hơn 7 kiếp phải không thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị, bậc thánh dự lưu thì chỉ ở trong trong cõi luân hồi này đó không quá 7 lần, nghĩa là tâm tử với tâm sanh với tâm tử không có sanh quá 7 lần, nhưng mà họ có thể ở nghĩa là tính theo kiếp trái đất thì rất nhiều kiếp, thí dụ như là những cái vị mà có cái tư tưởng mà thích luân hồi đó thì trong bộ nhân chí định kể 7 8 vị gì đó thích luân hồi ha, thích luân hồi tức là phải sanh đủ 7 kiếp, 7 kiếp của vị đó nó chỉ có 2 kiếp ở cõi dục thôi, còn 5 kiếp ở ngũ tình cư, tức là tổng cộng là tính theo kiếp trái đất là 30 mấy ngàn đại kiếp trái đất, nhưng mà cũng chỉ sanh tử 7 lần mà thôi sẽ làm sao hơn được, không hơn được. Chứ 7 kiếp này là tính cho cái trong cái luân hồi của cái vị đó còn lại không quá 7 lần sanh diệt nào thôi ha, thành ra 7 kiếp là như vậy đó, tức là chỉ sanh tối đa 7 lần, chết tối đa 7 lần thôi, dầu là ở cõi nào. Nhưng mà mình nói cái cõi thì mình tính theo kiếp trái đất thì nó khủng khiếp ghê lắm, ví dụ giờ gì đó đất tu ra quên sanh với nạn kiếp cái thứ hai gì đó sanh lên cõi đất thiện vô sắc, sanh cõi vô sắc thì ở trên đó là thôi chứ thì đất này sanh diệt tùy theo cõi cũng ít nhất là 40 50 ngàn lần cái đất sanh trụ hoại diệt gì đó hết tôi thọ cho đâu ấy, nhưng mà cũng chỉ 7 7 lần sinh tử mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sau đây con thấy như thật bó lên câu hỏi thưa sư, nếu tạo phước mà không đúng cách, không trí tuệ thì có phải làm duyên cho tâm dục tâm tục sinh là người lạc vô nhân chấm hỏi? Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, người đó làm phước là ly trí, cái phước đó là phước ly trí, mà cái phước ly trí mà tâm tư nó lại không có nhiều năng lực thì người đó chắc chắn là sanh làm người lạc vô nhân, nghĩa là làm phước với tâm thiện đàng hoàng nhưng mà thiện ly trí, quý vị thấy cái tâm đại thiện gì nào học gì pháp, cái tâm đại thiện nó có 2 phần, phần hợp trí phần ly trí, thì làm phước lúc đó với tâm đại thiện ly trí, mà nhiều khi trước khi làm không có tác ý để làm, trong khi làm thì có thể vui vẻ hoan hỷ, nhưng mà sau khi làm tiếc tiền đi của này kia chồng đó thì nếu cái phước đó cái phước mà mình làm đó nó có khả năng nó cho quả thì trở thành người lạc vô nhân, còn nếu mình làm cái phước đó với cái tâm bốn cái tâm ly trí đó, mà tam tư hay là bốn tứ tư đó mà có năng lực thật sự thì sanh được làm người nghệ nhân mà thôi, chứ còn nếu mà cái tâm nhân nó phải là làm phước lúc làm phước hợp trí và tam tư hoặc tứ tư nó phải có năng lực mới được thì mới được sanh làm người tâm nhân, mà nếu mà làm phước trong lúc làm mà có trí tuệ tức là làm như bốn tâm đại thiện hợp trí mà tam tư tứ tư nó không có năng lực hoặc là
thiếu thiếu một trong trong ba bốn điều kiện đó thì vẫn sanh làm người nhị nhân như thường, dầu rằng gốc là phước có trí tuệ vẫn sanh làm người nhị nhân như thường. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ sa tu và kính trang sư Liễu Tông, và xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nêu lên những câu hỏi qua dạng text chat hoặc là có thể giơ tay. Sau đây con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong bốn nhân phát sanh tâm sơ đạo: một, gặp được bậc chân nhân; hai, được nghe chánh pháp; ba, tác ý khéo; bốn, hành trì theo tuần tự pháp. Có phải bậc chân nhân ở đây bắt buộc phải là thánh nhân hay không, và chánh pháp ám chỉ cụ thể là những pháp nào thưa sư? Dạ, xin phép bỏ mấy từ Bali để đỡ mất thời gian của đạo tràng. Dạ, con kính thưa sư. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chúng sanh thì có, nếu mà nói về phương diện đắc đạo quả thì có hai loại. Thứ nhất gọi là bút tha, vì này giá, tức là cái chúng sanh nó đắc đạo quả hoặc là học được Phật pháp từ Đức Phật. Thì hàng chúng sanh thứ hai là xả qua cả, vì này giá, tức là nghe từ học trò của bậc chánh đẳng chánh giác nào đó. Thì cái chuyện học trò bậc chánh đẳng chánh giác này có hai vị, hai hạng. Hạng thứ nhất là bậc thánh, hạng thứ hai là vẫn là phàm nhân, nhân vẫn có thể đắc thánh như thường. Thì mình nghe một trong hai hạng này vẫn được gọi là nghe từ bậc chân nhân. Ví dụ trong thời Đức Phật có ngài Bồ Thí Lá đó, ngài Trưởng Lão Bồ Thí Lá, ngài mà Đức Phật gặp thì lúc nào cũng gọi là Mô Khá Bồ Thí Xà đó, tức người trong không đó. Thì ngài đó những người học với ngài đắc thánh nhiều lắm, nhưng mà chưa đắc gì đó, hay chưa đắc gì hết. Nhưng mà tới cái lúc cái nghiệp nó đầy đủ rồi đó, ngài mới đi tìm ông nào dám như vậy đó. Mấy ông thánh cũng nói dạ ngài là thầy con đâu dám này kia ông sùm đó. Riết tới chuyện cuối cùng mới gặp Sa Di đó, nếu vì vậy chúng tôi không nhớ nằm trong cái câu kinh Pháp Cú nào đó, gặp thì Sa Di si mới kêu lội xuống rồi này kia ông sùm đó, để cho bớt cái cống cao ngạo mạn của cái người mà có lão thông pháp học đó, rồi lúc đó mới đắc. Thì cái bậc chân nhân ở đây kể trong hai hạng đó đó ha, nghĩa là phàm mà phàm thứ thiệt, chứ không phải phàm thuộc loại là bạch chi má phá quý cả, chứ bạch chi má qua quý cả tức là cái người đó kiếm này thế nào cũng đắc đạo quả, sớm hay muộn mà thôi, nhờ vì đắc đạo quả trong miệng cọp không chừng, đó là bạch chi má phá quý cả, phải là thứ đó mới được. Chứ còn cái thứ mà dỗm dỗm giống như chúng cái người đang nói chuyện gặp quý vị đó, quý vị nghe hoài không được gì đâu, đừng có lo, đừng có thắc mắc nhiều mệt. Hành ra phải gặp thứ thiện mới được. Thì những cái đó đó họ mới có khả năng để nói tới cái pháp mà có khả năng để cho quý vị. Cái chuyện chánh pháp ở đây đó nó có hai loại, nhưng cũng là chánh pháp. Quý vị dựa vào cái câu mà so khá tô phá quá tà thâm mô đó, thì chánh pháp vụ về siêu thế, tức là bốn đạo bốn quả niết bàn, và chánh pháp thuộc về hiệp thế, tức là tam tạng pháp bảo cùng chú giải và sơ giải. Thì 11 cái đó đó, 11 cái đó đó được gọi là pháp bảo. Ngày bốn đạo bốn quả mới niết bàn là chính, tam tạng nghĩa là dạy của Đức Phật và những điều chỉ dẫn của những cái bậc thánh khác gọi là tam tạng và chú giải hay là sơ giải. Thì 11 cái điều đó đó gọi là chánh pháp. Thì mà phải nghe trong những cái điều, một trong những cái điều nó phù hợp với cá tánh của mình, phải phù hợp để mình mới có thể vô nị sổ với Nasika được, Nasika đã được. Còn chứ hành từng theo từng tự pháp ở đây đó là mình hành từ thấp tới cao, từ thô tới tế, chứ không phải tự nhiên mình nghe cái mình khoái cái mình nhờ vô mình hành tới sáng cũng không được gì đâu ha. Bởi vì mình không có cái cơ sở, không có cái căn bản để có thể hành được cái đó ha. Nó phải hành từ thấp tới cao, từ thô tới tế. Mà bây giờ nói cái từng thử pháp á, lấy thí bài thí dụ là cái bài ngài giảng đầu tiên cho ngài Trưởng Lão Giá Xà đó,
gọi là nghĩa là đầu tiên là bố thí tỳ giới, quả của bố thí và tỳ giới về sự nguy hiểm của cái quả đó, tức là mình sanh lên cõi trời mình đang vui sung sướng nhưng mà vẫn có sự nguy hiểm, thì bên cạnh đó mới đưa tới con đường là xuất gia, xuất ly. Xuất ly thì cái sự bắt đầu từ xuất ly đó đi mới có khả năng để được đắc thánh hay không đắc thánh là trời đó, đó là từng pháp phải đi từ dưới lên. Bởi cái mà mình cần bỏ anh bỏ không được, tức là mình không biết bố thí thì mình muốn làm cái gì khác nó cũng khó lắm. Nó buông từ từ, chưa buông còn đeo nặng mình thân thể thì dòng vàng đã nhóc luôn. Còn kế thân thể thì 4-5 cái ngũ quẩn lục lên nó dính chùm dưới đó thì làm sao mình đắc cái gì. Nó phải buông từ từ, buông nhiều càng tốt, buông cho tay nào nhẹ đi mà giống như phi thân vậy đó thì mới hy vọng. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú kính truyền sư Liễu Tông, sau đây con thấy như thật bốt lên vậy. Thời nay có vị nào là bậc chân nhân, là người phàm nhân, những vị thuộc lòng Tam Tạng hay những vị dịch kinh điển Pali có thể là bậc chân nhân chấm hỏi? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bích Thầy, dạ kinh bạch chư tông, dạ kính thưa chư quý vị. Bậc chân nhân thì chân nhân trực tiếp và chân nhân gián tiếp cũng có, chứ không phải lúc nào mà chân nhân, nếu mà lý tưởng phải là bậc thánh. Bậc thánh hoặc là bậc bạch chi má phá quý cả, tức là có thể đắc thánh trong kiếp này. Nhưng mà hai cái hàng đó kiếp này khó kiếm lắm. Hình như mình dựa vào bậc chân nhân, tức là dựa vào trong trong thanh tịnh đạo cũng có kể đó, kể cái người mà có khả năng để làm thiện sư đó, nghĩa là lý tưởng nhất là bậc thánh, không có thì phải bậc đắc thiền, còn nếu mà lại không có nữa thì ít nhất phải tam tạng pháp sư, bởi vì có tam tạng pháp sư đó mới có khả năng giảng giải, nghĩa là chi tiết rồi ngọn ngành đầu gốc rễ đồ này kia của lời dạy Đức Phật được. Dù rằng không có có nhiều khả năng bằng cái vị đắc thiền, cũng không có khả năng bằng bậc thánh, nhưng mà ít nhất cái đó cũng có thể gọi là bậc chân nhân được. Còn nhưng mà cái quan trọng đó, cái bậc đó là bậc nào đây nữa thì cái quan trọng là cái người nghe, chứ không phải là quan trọng là người dạy. Quý vị coi trong kinh điển đó, người nghe đắc thánh nhiều lắm, nhưng mà người dạy không có màn nào mà đương dạy mà đắc hết á. Quý vị coi trong kinh điển nó có cái gì nào đang dạy, đang nói, thuyết pháp mà đắc thánh đâu thì chỉ rồi, không có. Nhưng nghe đắc rất nhiều, nhớ cái chuyện đó. Chuyện đó là chuyện mình phải để ý để biết. Người nghe đó quan trọng hơn là người nói dạy. Thành ra người nghe mà không nghe, mà muốn nghe đúng mức đó, nghĩa là phải có khả năng về pháp học. Bởi vì tại sao Đức Phật nói là nghe điều gì là phải y với pháp, y với luật, coi nó có đúng với pháp, đúng với luật không là mới nên tin. Thành ra mình thường thường mình nghe mà không có khả năng đó, là ra mình nghe rồi cũng như không nghe mà. Bởi vì mình không có khả năng về luật, khả năng về pháp, thường thường là mình nghe qua rồi bỏ, chứ mình không có khả năng mình đem ra mình xài được. Xài được vậy đó, đó là điều mà dựa vào một số điều kiện nó thấy chư Phật dạy là dạy như vậy. Nghe đừng bao giờ khoan giờ không giờ tin mà không giờ bỏ là vậy đó. Phải y cứ vào coi có đúng như luật, đúng như pháp Đức Phật dạy không. Thành ra thường thường nghe mà có khả năng như vậy đó thì có thể đắc thánh được trong lúc nghe. Còn người dạy thí dụ dễ hiểu lắm, tại người dạy người đang thuyết pháp không đắc là tại sao? Bởi vì từ đầu tới đuôi họ chỉ nói gì chế định pháp, chứ họ đâu nói thực tính pháp được. Bởi vì đương nói nghĩ tới tự tin pháp là cả lâm liền, chứ đâu có nói được này suôn sẻ được nữa, thấy không? Thành ra đầu óc luôn luôn là có chế định pháp. Những bậc giảng sư thứ thiện vậy là xài toàn toàn là chế định pháp không, chứ không có dính vô chân đế pháp được. Đó là lý do tại sao người dạy
Từ sáng tới chiều ít có người đắc, nhưng mà người nghe từ sáng chiều cũng có nhiều người ngồi đó mà kiếm mỉm mỉm cười cười móm chi là thấy đắc rồi đó. Nam mô Phật thầy giá. Dạ sa thú, dạ con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục. Dạ hồi nãy giờ nếu Minh Tâm có bỏ sót câu hỏi nào của quý vị xin copy rồi post lại nha. Dạ quan hệ giúp qua giúp lại. Dạ, tại vì khi Minh Tâm có thể nhìn không thấy. Dạ. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ thì dạ con hỏi tiếp vấn đề tượng. Dạ. Nhà tư sư thí dụ ở trong chùa đó thì thường chúng ta thấy bên Theravada thì có cái tượng Đức Phật Thích Ca là lớn nhất nằm ở giữa rồi thì sau đó thì cũng có một số tượng những bậc đại đệ tử vân vân thì ở đây ý con muốn hỏi là trong một cái tượng như vậy đó, thì mình có nên trong chùa mình có nên để cái tượng Phật Thích Ca thì nó không có lớn lắm mà bên ngoài chúng ta tạo nhiều cái khuôn viên rồi để những cái tượng của những vị đệ tử của Đức Phật. Nó thí dụ như bên Nam Tông thì có ngài Siêu Lý thì mình để tượng nó lớn hơn như vậy thì nó có nên hay không thưa sư? Bởi vì người phàm mà hai cái tượng nào mà lớn lớn đập đẹp khuôn viên mà nó tốt tốt thì người ta khoái chạy chạy đó người ta xem, đó là người ta người phàm mà nếu mình đưa đệ tử của Đức Phật hay là bên Bắc Tông thì có những cái vị khác nó lớn 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 mình để ngoài nhiều như vậy đó thì tức là mình đánh lạc hướng đó, tức là thay vào chánh điện thì đi ra ngoài ngắm cho nó đẹp, thì thỉnh sư rằng là việc làm như vậy nó có nên hay không, hay là Đức Phật thì phải là một cái tượng mà nó lớn nhất ở trong chùa và con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự tượng Phật nhiều khi tượng nhiều tượng của ngài không có lớn nhưng mà ta để trong chánh điện chứ mình ngài thôi. Còn nhiều khi ta thêm hai cái vị nữa tức là hai cái vị thượng thủ thịnh văn thôi. Giống như hai cái vị đứng hầu Đức Phật vậy thôi chứ người ta không có làm đó. Còn cái chuyện ở ngoài cũng để làm lớn làm ai đó đằng thui đâu. Ngài sĩ và lý ngày này ngày nọ ông sùm đâu quan tôi đâu. Nhưng mà có những cái quan niệm thì nó thấy bên hồi xưa tuổi chúng tôi mình thấy có cái cô đó cô đi học mà có cái mấy cái bài kinh mà bên Thái vậy dù mình cũng có bài kinh mà còn để Đức Phật trên đầu bước sang ngài bên dây phải dây trái dùm dùm đó bà nó bà không dám tụng mấy đó hỏi sao vậy bà nói con là người nữ mà con để mấy ngày đó ngồi dài trên mình con là chết rồi nó không dám tụng nó có nhiều người kỹ tới mức vậy đó ha thì quý vị cũng vậy những cái chuyện mình không có cần để ý quan tâm không cần chấp vậy đó mình muốn làm ấy nhưng mà cái nơi mà trang nghiêm đó là phải chánh điện đó thì cái nơi đó nó phải là thứ thiệt mới được nhưng mà người Việt mình đa số người Việt mình nó tại có tư tưởng phát triển nhiều đó làm nó không đúng cách mà cái tưởng mình ngon thường thường trong chánh điện còn có thêm cái này cái nọ rồi chuông mỏ này kia cái đó là cái chuyện rất là phải nói rất có lỗi Đức Phật. Đức Phật ngồi yên thì mình phải làm thế nào để cho cái nơi đó nó phải trang nghiêm chứ không phải là mình tụng kinh kinh gì đó không biết mà vừa tụng kinh vừa bắt chuông chuông bằng tay cốc cốc beng beng này đó thì cái chuyện đó là không nên. Bây giờ khi mình tụng kinh là gì là trùng tụng lời dạy của Đức Bổn Sư thì phải ngồi cho trang nghiêm, khẩu ý trang nghiêm chứ không thể nói là muốn làm gì làm. Mà bây giờ mình không để những cái chuyện đó đó mình ngồi lần nào vô tụng kinh là mình coi như mình đã làm cái việc không phải đối với Đức Phật. Dầu rằng là cái tượng đi nó nhưng mà mình nên nhớ cái tượng đó đó vẫn để cho ám chỉ cho cái bậc mà để lại cho mình cái giáo pháp này để cái mình có thể mình như là không còn xa đọa nữa đại không thấy không thằng ta muốn muốn chụp ngõ quánh ở đâu quánh cho trong chánh điện cái chuyện đó không có nên quý vị không tin quý vị vô những cái chùa của Thái cũng điện trong chánh điện không bao giờ để cái gì đó.
ngoại trừ Đức Phật mà thôi. Đó. Mà thường á, người ta nhiều cái chỗ người ta kỹ nó, ta đi vô tới đó đó, ta chỉ đi đầu gối mà thôi. Chứ không bây giờ ta đi giống như mình này, cho tại lưng đi thẳng vô không có tới nơi mới quỳ xuống lại, không có ta đi đầu gối không à. Chứ không phải giỡn không. Họ kính trọng Đức Phật. Còn có những cái nơi giống ngoài, nếu mà chị nào có đi chơi bên Thái hay Miến Điện á, gì để có những cái dùng cái chỗ mà thờ Phật người ta không cho người nữ vô nữa đó. Ví dụ như cái chỗ xa thì vô cái cục đá đó, ở phía dưới ta làm để dành cho người nữ tới. Cái gì vô dồn thấy lên cao thấy. Còn cái chỗ đó, cái chỗ ở trên nó sát cái đó, đó chỉ có ông sư vô được thôi. Chứ không phải ấy đâu, họ rất là kính trọng chứ không phải dấu xa thì vô đó. Chứ không có gì Việt Nam, Việt Nam thì tâm lông hết. Chuồng mỏ gì ông sùm, trống chuông bắt nhã rồi gì ông sùm. Bây giờ gồm có thêm cái gì đó nữa đó, đi thông kinh mà có cái giống như cái khảnh nhỏ nhỏ đó, quánh là bon, rồi cái người kia quánh chuông chen bon chen vô tới nghe địa vẫn còn bon chen như thường. Thành ra mình không có, nhiều khi mình không có tôn kính Đức Phật đúng mức. Nam mô Bổn Thầy giáo. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân sư Lữ Tông là giảng dạy thắc mắc của con. Sau đây thấy định tuệ song tu. Kính thưa sư, trong tầng thiền định nhị thiền trở lên không còn tầm tứ, vậy trong trạng thái chánh niệm tỉnh giác có tầm và tứ hay không thưa sư? Chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư Lữ Tông. Nam mô Phật Thầy giả kinh bạch chư tôn hiền giả kinh thưa chư quý vị. Trong nhị thiền của cha Tu Cả Na Giá, tức là cái nhị thiền là nó diệt cả tầm cả tứ rồi, thành ra niệm vẫn có như thường, không cần tầm tứ là đối với sơ thiền thì phải có thôi, còn đối với bành chặt cả này thì tam thiền mới mất cả tầm cả tứ. Nhưng mà cái đó là niệm vẫn có như thường. Bởi niệm mà niệm khác, tầm tứ nó khác chứ. Nó làm cái nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ khác nhau. Thành ra có tầm có tứ hay không tầm tứ đều có niệm được hết. Chứ không phải lúc nào phải cần tầm cần tứ có niệm. Niệm lúc nào cũng có. Như là mình có trạng thái niệm là khi nào mình không cần tầm, nghĩa là mình chưa đắc thiền mình vẫn có niệm được như thường. Ví dụ cái người hành thiền tứ niệm xứ đâu có đắc gì đâu, tâm chưa ấy, tầm tứ lúc đó nó rất yếu, nó không có khả năng gì hết á, chỉ có khả năng của niệm để quan sát đối tượng mà thôi. Ở trong một số trường hợp thì nó có năng lực giống nhau nhưng mà để làm cái gì khác chứ không phải để, còn đa số thì nó mỗi người mỗi cái tâm sở nó đều có trạng thái đó. Thành ra không thể nói là niệm tỉnh giác mà không có tầm tứ là không được, không phải. Có tầm có tứ cũng được, không có tầm có tứ cũng được, không thua hết. Nam mô Bổn Thầy giáo. Dạ sa thú, dạ kính tri ân sư Lữ Tông, dạ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Thấy câu hỏi của định tuệ song tu. Kính thưa sư, để thành tựu quả dự lưu thì phải dựa vào trí tuệ, vậy tại sao chia bậc dự lưu thành hai loại, tùy tính hành nương vào đức tin và tùy pháp hành nương vào trí tuệ? Chấm hỏi. Và con kính thỉnh sư Lữ Tông. Cái đó là do cái tiền nghiệp hoặc là cái ca tánh được quân tập của mình đó, mình gọi là trong bạch thả ná gọi là bạch tu bạch ni xá đó, cũng giống như vị Phật toàn giác cũng vậy, có gì trí tuệ mạnh, có gì đức tin mạnh, có gì
tinh tấn mạnh, nhưng mà đều phải có trí tuệ đó. Nhưng mà dựa vào cái điều kiện để có thể thành tựu được cái công việc mà mình muốn, là nó muốn thành tựu gì mình muốn thì phải có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ đó nó bê trên cái gì, giống như bây giờ mình nói cá tánh về phương diện thiền chỉ vậy, cũng đắc thiền vậy, nhưng mà tại sao phải dựa vào số cái điều kiện đó? Thì cái điều kiện đó là tùy theo trong bao nhiêu tăng kỳ mà mình tạo ba la mật đó, mình nương vào cái đó nhiều hơn. Mà khi nương vào rồi cái đó là nó mình cho một cái lực mà nó giúp đỡ những cái pháp chính yếu. Thì pháp chánh yếu đó nó là được gọi là tám chi thánh đạo đó. Thì cái pháp đó phải chánh yếu, thiếu thì không được. Nhưng mà cái lúc mà mình hành đó thì tùy theo. Bởi vì cái lúc đi, ví dụ như cái lúc mà có lúc mà nó có sẵn ma qua cha, cái lúc nó không có, cái lúc nó có sẵn ma gam tạ mà nó không có mấy cái kia thì vậy. Theo cái mà quý vị nói đó, có dựa vào đức tin, có khi nó dựa vào cái khác nữa, chứ không có không mà giống nhau hết, không có, không có giống nhau hết. Thế nhưng nếu mà giống nhau hết thì thôi, thì trong kinh đâu có chia nước bạn làm ba loại được ha. Nước bạn làm ba loại đó, dựa vào cái điều kiện để đắc thấy vô thượng đắc niết bàn loại nào, thấy vô ngã đắc niết bàn loại nào, mà thấy khổ đắc niết bàn loại nào, tùy theo cái khiên cái năng lực về cái tình nghiệp của cái vị đó. Nam mô Phật Thầy giá. Sau giờ kinh Trương Sư Liễu Tông, và sau đây xin mời quý vị tiếp tục nêu những thắc mắc của mình. Đạo tràng càng 14 người rồi, xong tu kinh giải về hai vị A La Hán tuệ giải thoát và A La Hán tâm giải thoát. Và con kính thỉnh Sư Liễu Tông. Nam mô Phật Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, cái này họ giải thích nhiều nơi khác nhau lắm. Trong này của phẩm nhân chỉ định nó khác, còn này của chú giải nó khác. Nhưng mà chúng tôi xin kể sơ cả hai này, hai ba này vậy, hai ba cái cách như vậy. Thì giải thoát tức là cái vị đó đó theo chú giải là quý bạch sơ cả, tức là vô là hành tiền tứ niệm xứ liền, nghĩa là hành thiền minh sát liền, chứ không có hành cái khác để đắc đạo quả. Còn cái vị thứ hai đó thì tâm giải thoát tức là vị đó đắc thiền, phải đắc thiền trước rồi dùng những cái chi thiền, những cái năng lực của thiền để đắc cái kia. Thì cái đắc thiền này đó trong chú giải giải thích có hai là đắc thiền sắc giới rồi hành thiền minh sát, thì vẫn gọi là tuệ giải thoát như thường. Còn trong một số cái chú giải khác thì họ giải thích là phải đắc bát thiền, tất cả cả thiền sắc giới thiền ấy rồi mới gọi là tuệ giải, tâm giải thoát, tức là đắc cả từ thiền sắc giới vô sắc mới gọi. Thế là tùy theo cái chỗ họ giải thích để mình biết nó có nhiều cái cách khác nhau vậy. Cái đó là nếu quý vị rảnh coi trong phẩm nhân chế định đó, này nó có nhiều, nó có đủ, có giải thích mấy đó chi tiết lắm. Chúng tôi chỉ đọc sơ nên không có nhớ chi tiết nhiều được. Nó mô với thầy vậy. Sa thu và kính trương Sư Liễu Tông. Sau đây con thấy như cánh chim trời, kính bạch sư, ly dục và ly dục ba la mật giống hay khác nhau thưa ngài, và làm thế nào để hàng Phật tử chúng con có tâm lý ly dục ba la mật? Con kính tri ân ngài. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư vị, hai cái khác nhau.
Ly dục thông thường là chỉ để ly dục để đắc thiền mà thôi, chỉ để đắc thiền thôi chứ không có khả năng đắc đạo quả. Còn ly dục ba la mật đó là cái sự ly dục đó dẫn tới đắc đạo quả được. Tại vì chữ ba la mật có nghĩa là bà rá cộng mí đó, thì là cái pháp đưa tới bờ bên kia, từ hiệp thế sang siêu thế là mới gọi là ba la mật. Quý vị nên nhớ một điều, quý vị làm bất cứ cái chuyện gì, cái thiện pháp gì đó, nếu mà quý vị làm mà quý vị không có nguyện để đắc đạo quả thì cái thiện pháp đó là thiện pháp thông thường mà thôi, gọi là thiện pháp luân hồi. Ví dụ như quý vị bố thí xong rồi nguyện cho kiếp sau để trở thành người đẹp hoàng vũ, trở thành ông người giàu nhất thế gian này, hay nguyện thành người có khả năng về cái gì đó trên thế gian này, thì cái đó đó được gọi là ly dục thông thường mà thôi. Bởi vì mình cố gắng mình hành cái pháp ly dục để được luân hồi, bởi lực luân hồi mà hưởng cái đó chứ. Còn khi nào mà quý vị làm cái thiền pháp bố thí hay trì giới đó, nguyện cái thiền pháp này hay là cái mối duyên lành để chấm dứt luân hồi, tức là được đi ra qua bờ bên kia, thì cái đó gọi là cái thiền pháp thuộc về phần ba la mật. Thành ra quý vị nào muốn luân hồi thì nguyện tùm lum, còn quý vị nào không muốn luân hồi thì chỉ nguyện đắc đạo quả hay là nguyện diệt trừ phiền não mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thố và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nêu lên những thắc mắc của mình. Định tuệ song tu, kính thưa sư, trong tạng kinh thường gặp câu ly dục, ly ác, bất thiện pháp, xin sư giải thích điểm giống và khác nhau giữa ác pháp và bất thiện pháp, chấm hỏi, con tỉnh sư. Nam mô Bụt Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra hai câu này đó, nhiều khi ta giải thích nó cũng là một chuyện thôi, nhưng mà ta giải thích theo cái sự phát sanh của nó. Đúng không? Tức là ác pháp. Và nó nhiều khi nó phải ra tới thân khẩu ý luôn. Còn bất thiện pháp nhiều khi nó chỉ ở trong ý mà thôi, ví dụ vậy. Thành ra cái tùy theo cái chỗ giải thích ra về, thì thành ra nói câu đó, những cái câu như vậy phải coi cái duyên sự của nó như thế nào mình mới có thể mình giải thích được. Chứ còn nếu mà nói một cách mà phổ thông như vậy thì rất là khó giải thích. Bởi vì nghĩa là trong 10 thập ác nghiệp á, 10 thập ác nghiệp đó, có cái liên quan tới khẩu, có cái liên quan tới thân, có cái liên quan tới ý. Thành ra những cái liên quan tới ý là gọi là bất thiện. Chúng ta không gọi là ác, nhưng mà ra miệng mà nói tầm bậy tầm bạ dĩ nhiên nó phải dính tới ý, nhưng mà trong đó người ta không có nói, người ta chỉ đề cập tới cái chỗ mà phát ra thôi, thân hay khẩu mà thôi. Mút thấy rồi này kia thân, còn hãy mở miệng ra chửi rồi này kia khẩu, thì tùy theo cái đó là mình mới biết cái chữ khác nhau giữa ác pháp với bất thiện pháp. Còn nếu mình không để ý thì cái đó nó tương tự, nó giống nhau, đều đưa đi về bốn tòa lâu đài cũ hết á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú và con kính tri ân sư Liễu Tông. Và sau đây con thấy như thật. Thưa sư, trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập đến đề mục Kasina Đất, nói rằng nếu người có ứng tướng là học tướng mà không qua làm Kasina biến đất thì đã có duyên tu tập kiếp trước nên không cần làm Kasina đó. Như vậy khi ứng tướng đó không cần đắc các tầng thiền mà chuyển qua tu tứ bốn niệm xứ, nếu được thì tu thế nào? Dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Hồi xưa thì người ta luyện casino, nhưng mà bây giờ người ta luyện là casino nhiều hơn.
Thật sự ra cái người mà đã từng tu tập có nhiều kinh nghiệm đó, hoặc là từ Phạm Thiên rớt xuống nó về kiếp trước là người một đất rồi, người ta chỉ có người ta không có cần làm giống như mình phải làm là nó màu đó rồi tròn vậy vậy không cần. Họ chỉ nhìn cái gì đó tương tự vậy là cái tâm họ có thể nghe quán tưởng được cái sinh ná đó. Ví dụ nước vậy, cái nhiều cái gì mà đi về đi hồi xưa chứ bây giờ thì chắc không ai làm nữa, làm được chứ không ai không làm. Và rửa bình bát thì ta nhìn vô ta thấy nước trong còn lại trong bình bát còn ta vẫn hành cái đề mục nước được, còn bây giờ thì khó lắm. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà những người mà có cái khả năng như vậy đó, nhưng mà cũng cần phải cho tới cận định mới được. Cận định thường ta nói cận định là tại cận định là năm cái chi thiền nó mới rõ ràng, thì mình dùng cái niệm của mình để quán các chi thiền đó, quán các chi thiền đó, thành ra cái đó là cách mà tu của cái người mà có nhiều cái phước báo kiếp trước. Chứ còn nếu không là mình dựa vào Tachina để mình hành tiến lên tới niệm xứ thì không được, hành tới niệm xứ không được. Hành tới niệm xứ thì thường muốn qua thì phải qua trong những cái đề mục mà được đề cập để trong tới niệm xứ mà thôi. Ví dụ như 32 thể trược, 10 đề mục về tử thi này kia thì được. Nhưng mà những cái đề mục khác thì rất là khó, ngoại trừ cái gì đó tới cận định, tức là năm cái chi thiền nó rõ ràng thì người ta có thể người ta quán những cái chi thiền đó thì được. Chứ còn trực tiếp mà mới sơ sơ về thì không được. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú, dạ, con kính trường sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. Nhắc lại là nếu Minh Tâm có sơ xuất câu hỏi của ai, xin quý vị quan hỷ post lại nha. Định tuệ song tu. Kính thưa sư, có người lập luận rằng cha mẹ do lòng từ đối với con cái muốn cho đứa con được trở nên tốt đẹp, hoàn thiện hơn, nên mới làm hay trừng phạt đánh con. Như vậy ở đây hành động la mắng đánh con xuất phát từ lòng từ đúng chăng, chấm hỏi. Và con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư Tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, cái này thì thường người ta nghĩ vậy chứ nó không có đúng. Thứ nhất là người đó có lòng từ thương, nhưng mà thấy con hư muốn cho nó được cái này được cái kia thì mới bắt đầu ra mắng, là ra mắng do cái tắc ý muốn con mình nó thành cái đó thành cái kia. Bây giờ nó vô trường nó chơi, mình muốn cho nó siêng để nó được cái này được cái nọ, thì tắc ý muốn đó là ác pháp rồi. Thì từ cái ác pháp đó nó mới đưa tới cái chuyện mà đánh, bởi vì thường đánh con đánh với tâm sân, chứ mình nói đánh con với tâm từ, cái chuyện đó chắc là không biết xíu nữa, cái cõi nào dạy thì không biết, chứ giáo pháp Đức Phật thì không có nói đánh con mà đánh với tâm từ bao giờ cả. Tâm từ là mình muốn cho nó được an vui, nó được thoát khỏi những điều đau khổ, mình quánh ở trên nó đau khổ thì mình nói không có tâm từ cũng được. Nói vậy mai mốt nói nếu mà đánh con mà do có lòng từ phát sanh từ lòng từ hay là do lòng từ, coi chừng mai mốt kinh mi lăng đá không thèm dạy Phật pháp, không thèm dạy gì pháp chủ gì nữa đó. Nó qua nhiều cái nhân duyên chằng chịt với nhau, thành ra mình mới nên, thành ra trong giáo pháp dạy là tám thực tính pháp nó có cái như trà tụ lắc hành hạ đó. Thì tu khác nào đó mình phải coi cái nhân gần cái pháp nó phát sanh từ đâu. Rồi chúng tôi thường thí dụ đó, dù mình nghe tiếng động cái mình quay cái đầu mình nhìn, hỏi cái đầu nhìn là do cái gì, mình thường mình nói tại tiếng động, không phải. Khi mình nghe tiếng động cái tâm mình muốn biết tiếng động là gì đó, thì mình mới quay đầu, mà quay đầu đó là do đâu quay đầu, tất ý muốn quay đầu, mà tất ý muốn quay đầu chưa phải là cái nhân để cái đầu nó quay. Mà khi tới ý quay đầu đó thì cái chất gió nó mới phát sanh.
nó chất gió nó xanh, nó làm cho cái đầu nó chuyển động, thì cái chất gió là cái nhân chính thức để cái đầu nó quay, chứ nó không qua không liên quan gì tới tiếng động, liên quan tới muốn 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 biết tiếng động là cái gì, nó không liên quan gì đó. Nhưng mà nếu mà nói là cái một cái chuỗi nhân duyên thì có thể kể được, nhưng mà nó cái nhân gần nhất để làm cái cử động nó có là phải từ cái chất gió. Nó gọi là chị tá qua vô tha tụ, nó Bali đó, thì ta chá qua vô tha tụ ha. Thì cái trường hợp đánh con cũng vậy, mình đánh con phải gì mình có tâm từ, nó phải vậy, nhưng mà nó qua nhiều một số cái nhân duyên rồi, như là mình muốn cho nó nên người, cái muốn đó đó mới mới là cái động lực để đưa tới cái sự trừng phạt. Mà nếu mà cái sự trừng phạt đó mà lúc đó mà cái tâm từ mà nó phát sanh trở lại thì chắc chắn là không có vô quánh rồi. Nếu có tâm từ mà quánh rồi thôi chứ, có lẽ là quý vị hành cái pháp gì rồi chứ không phải là không có pháp tâm từ của Đức Phật đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, dạ, kính trang sư Liễu Tông. Sau đây con thấy như cánh chim trời kính bạch ngài, trong giới cấm uống rượu của hàng Phật tử thì một giọt rượu qua cổ họng cũng phạm giới, hay uống nhiều mới phạm, uống ít không sao, chấm hỏi. Vì trong bài giảng sư Phước Hải ở chùa Giác Viên có bảo uống nhiều mới có sao, chứ uống ít thì không sao, chấm hỏi. Bạch ngài, xin ngài giải thích cho chúng con được rõ. Con kính tri ân ngài và con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, uống nhiều thì không có sao, uống ít thì không có sao, uống nhiều thì sẽ có trăng á. Chứ không ra sao nó đủ sáng đâu. Khi mình có tác ý uống, mình lấy cái đó uống, cái hình người ta có ta biết là đủ có tác ý uống, đưa cái đó qua khỏi cổ một giọt thôi vẫn phạm như thường. Chứng phạm cái giới ra như thường. Còn bây giờ nếu mình chưa uống, mà mình có tác ý muốn uống, thì cái đó ta chưa phạm giới nhưng mà vẫn tạo nghiệp xấu như thường. Tạo nghiệp xấu. Bởi vì giới của mình nó có nhiều chuyện để nói lắm. Thứ nhất là có đủ bao nhiêu chi thì mình gọi là đức, mà đủ không đủ bao nhiêu chi thì được gọi là khuyết hay là cái gì gì đó. Thì thường thường đó, khi nào mà vẫn còn có tác ý để giữ giới đó, thì lúc đó là đang giữ giới. Mà người đang giữ giới không có nghĩa là người có giới, quý vị nên nhớ chuyện đó. Mình có tới cái chùa nào đó, cái họ cho thọ tam quyên ngũ giới, họ đưa cái bằng, cái sách, cái bằng về làm nói mình có ngồi tam quyên ngũ giới là cũng được. Đó. Nhưng mà sư phụ kinh thì không uống uống bia đâu, mà uống uống rượu thôi. Quý vị biết tại sao không? Vậy nào ở đây á, tại sao huynh thầy kinh này không dám uống bia mà chỉ uống rượu thôi? Tại vì uống rượu nó không chết, mà uống bia nó chết. Bây giờ đi vô trong nghĩa địa thấy không, thấy toàn một bia không, chứ đâu thấy một rượu đâu, thấy không? Là kinh học cười thấy không phải thấy rồi đó, kinh chịu rồi đó. Thành ra cái đó là uống ít uống nhiều gì vậy, có tác ý đủ chi thì phạm hết. Uống ít cũng phạm, uống nhiều cũng phạm, nhưng mà cái quả thì khác, quả uống ít khác, quả uống nhiều nó khác, chứ không có, chứ làm sao không phạm được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú làm thay, kính trân sư Liễu Tông. Sau đây con thấy Nhật Từ. Thưa sư, có người bảo khi đi quan sát sự xúc chạm cứng mềm, vậy có đúng không? Dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông. Dạ,
Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư Tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Đi là mình quan sát trạng thái nó làm cho có sự cử động gọi là đi, chứ không phải trạng thái cứng mềm. Thì là cứng mềm là quan sát cái khác rồi, không phải quan sát đi nữa. Đó. Trong chú giải giải thích rất rõ ràng, cách xả mi tỳ chịch tăng ngụ bạch xá tỳ, sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh, tăng qua văn chế nê tỳ, sự suy nghĩ đó là phát sanh chất gió, qua vô nguyên giác tinh chế nê tỳ, chất gió là chuyển động mới phát sanh cái sự đi. Thành ra đi là quan sát cái trạng thái chất gió, mà chất gió chúng tôi nói như trong tử ông sướng cái chất gió thì lúc đi gọi là chịch ta chá qua vô tha tụ, nó phát sanh từ cái lúc mà mình có tác ý đi kìa. Nhưng mà thường mình quan sát cái đó không tới, nên mình chỉ quan sát khi nào nó tới cái cử động, là trạng thái cử động nó mình mới thấy. Cái khi mình có tác ý đi là chất gió đã phát sanh rồi, thì bất cứ cái cử động nào lúc đó của cả thân thể mình đều được gọi là đi cả, chứ không phải đợi luôn cái chân bước mới đi ha. Hai cái phải hiểu đó, cái người mà hành thiền tứ niệm xứ đúng mức là phải quan sát từ lúc mình có tác ý đó, chứ không phải là đợi cái lúc mà có cử động rồi mới quan sát. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú sa thú, và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. À, nêu lên những thắc mắc của mình, và một lần nữa nếu Minh Tâm có quên câu hỏi của ai thì xin quan hỷ post lại nha. Định tuệ song tu. Kính thưa sư, có đoạn kinh dạy về Niết Bàn. Này hiền giả Sariputta, thế nào là Niết Bàn chấm hỏi? Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là Niết Bàn. Thưa sư, theo đoạn kinh này có phải trạng thái tâm không còn tham sân si gọi là Niết Bàn, hay khi tâm thánh đạo chứng ngộ pháp Niết Bàn thì phiền não tham sân si được đoạn tận chấm hỏi? Dạ con kính thỉnh sư Lữ Tông. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư Tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự chữ Niết Bàn đây mình phải chia ra. Nếu mà nói Niết Bàn của bậc tứ thánh quả đó thì không còn bất cứ tâm bất thiện nào đó thì gọi là Niết Bàn. Còn nếu mà còn ở bậc thấp thì có, nhưng mà trong cái lúc mà đắc đạo quả mới tính là Niết Bàn, cái lúc không đắc đạo quả không có. Tức là cái lúc mà tâm đạo tâm quả đang phát sanh, hoặc là người đã nhập thiền quả cái tâm quả đang phát sanh liên tục vậy đó, thì cái lúc đó gọi là Niết Bàn. Chứ còn cái bậc sơ quả thì vẫn còn cái tới từ cái năm còn tới bảy tâm bất thiện được, thì không thể gọi là đoạn tận tham sân si được. Thành ra ở đây ngài Sa Bồ Tát đó chỉ muốn mãi cái Niết Bàn của cái bậc tứ thánh quả mà thôi, chứ không có nói Niết Bàn của cái bậc thấp. Trong bài kinh sau ba thí sẽ xả Niết Bàn nó có phân ra, thường thường mình nói là nghĩa là hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn. Tức là hữu dư Niết Bàn là cái cô cái bậc mà còn còn đời sống, tức là chưa có bà rí nếp hà ná đó. Nhưng mà trong bài kinh sầu ba thí sẽ sản ba thá, trong hình như là trong tăng chi đó, thì nói rất rõ ràng Niết Bàn của cái bậc thánh thấp đó, được gọi là hữu dư Niết Bàn. Niết Bàn của bậc tứ thánh quả là vô dư Niết Bàn, đây là chỉ là không còn phiền não. Cái đó Niết Bàn này thuộc về là nói tới phiền não, vẫn còn phiền não và không còn phiền não, nghe hết 100% thì chia ra vậy. Thành ra mình phải để ý cái chuyện đó, chứ không phải lúc nào mình cũng nói hữu dư là bậc A La Hán còn diệt phiền não, nhưng mà còn đời sống, còn cái thân này kim trong là hữu dư, thì nào cái thân diệt luôn mới gọi là vô dư. Thì cái đó là một phần của cái câu mình nói về Niết Bàn mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Sau đây con thấy như thật. À, thưa sư, như vậy quan sát sự chuyển động, cứ thế mà quan sát,
chỉ như vậy thôi, đến khi niệm và định thì sẽ quan sát chiếc gió, trình tự quan sát khi đi là như thế nào, chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bích Thà, dạ kinh bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư vị. Từ lâu rồi chúng tôi nói cái đạo tràng là đạo tràng hay không, chúng tôi không có nói chi tiết cận kẽ về cái pháp hành. Thứ nhất là tại chúng tôi không phải là thiền sư, quý vị muốn hành cho nó đúng mức đàng hoàng này nên tìm cái trường thiền nào có thiền sư đàng hoàng. Chứ đây lâu lâu một tuần mình gặp có một ngày, chúng tôi nói chúng tôi cũng không rõ quý vị hiểu được bao nhiêu. Rồi về quý vị tự tập nó mai mốt thành hành giả họ tôn là phiền lắm. Thành ra nên tìm một trường thiền cho nó bảo đảm. Tại vì trường thiền mỗi ngày mỗi trình pháp thì ông thầy sư cũng có chuyện gì, thiền sư ông có khả năng sửa chữa cho quý vị. Còn đạo tràng đang không thì không có nên. Một cái thầy á. Dạ sa thú sa thú, và dạ, kính tri ân sư Liễu Tông. Sau đây con thấy Thi Lâm post lên, kính thưa ngài, vì sao người thân mình chết lại còn dung mạo giống như trong lúc còn sống, khi hiện về cho thân nhân thấy, phải chăng cảnh giới tái sanh liên tục tiếp nối trong cảnh giới này? Vì rằng khi tái sanh cảnh giới mới thì tất cả đều thay đổi, xin ngài quan hỷ giảng dạy cho chúng con hiểu rõ. Kính tri ân sư, và dạ, con xin thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thà, dạ kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Đa số nói mà cái người chết mà về thiện cho thần nhân thấy, cái đó là mình tưởng tượng, chứ họ không hiện về cho thấy đâu. Có thể họ ở cái cõi nào đó, nhưng mà có thể họ có cái năng lực của cái chúng sanh mà gọi là Upapatika đó. Đó. Họ có thể họ có cái thần giao cách cảm, họ làm cho mình biết là có họ gần ở đó, họ muốn xin phước xin gì đó. Thành ra khi mà mình nhận được cái tín hiệu đó, cái tích tích te te đó, là cái mình tưởng tượng ra cái thân nhân của mình, chứ không có thân nhân nào hiện về cho mình thấy giống như lúc còn sống được. Đó là do mình tưởng tượng chứ. Thành ra thường đó, mà có thằng thường đó, quý vị để ý, nếu quý vị nào có người thân vừa mới mất vừa một hai ngày vừa mới thở đó, lúc đó cái tâm quý vị được gọi là tưởng không người lái đó, chứ không có tưởng tượng gì đó. Tưởng không người lái ta hồ mà tưởng tưởng, mà đừng có nói tưởng gì đó, nó thật sự quý vị chứ không cần thấy gì đó. Kêu cũng tại sao mình sợ ma, tại vì mình tưởng. Chúng tôi trên kể chuyện cá nhân chúng tôi cho quý vị nghe để quý vị biết. Hồi chúng tôi ở rừng lần đầu tiên vô cái cốc trong rừng, quý vị biết nó không sợ sài lắm, nhưng mà nó cũng kính, tại vì mưa gió này kia trong cũng kính. Đêm đầu không sao, đêm thứ hai tự nhiên mới vô ngồi cái sắp tụng kinh, cái nghe cọc cọc cọc, như là bắt đầu tưởng rồi thôi, lật bao nhiêu kinh điển nào mà đọc, kinh nào thuộc đọc, kinh không thuộc cũng cũng ráng mà đọc, đọc biết trúng trật gì biết cái đọc rồi. Vậy lúc đó tưởng nhiều quá rung, thành ra tụng xong cái là lén lén đẩy cửa ra thì không thấy gì hết, hay hát cửa không thấy gì hết, cái khép cửa lại, dầu giờ nằm xuống cái lại nghe cộp 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 chu sao nó tầm mình nó tưởng gần ba thở, lại ngồi tụng kinh tiếp. Không liên tiếp tụng ngày hôm sau cũng vậy, hai ba đêm qua đi hỏi mấy ông sư gần đó có bây giờ ông ra sao tôi khai tới phá hoài. À, đâu có gì đâu ông, đừng có tưởng, tưởng nhiều quá mấy nè, cái mà không biết làm sao, không biết làm sao, bây giờ mở cửa này thì không thấy, không biết sao mà ngủ không được, tới tâm nó tưởng tượng mình nghĩ tới cái khoét cái lỗ, khoét cái lỗ gần gần cái cửa lớn á, gần cái lỗ khoét cái cửa, rồi cái lấy đồ che cái để coi tối thì mở ra, tối gõ cộp cộp cộp, cái gì biết hé lên giòn, cái gì biết ai không, anh cẩu đó, anh cẩu, anh cẩu không biết anh ở đâu á,
mà anh vô anh nằm cái anh nằm anh ngó ra rừng, nhưng mà cái đuôi ảnh gần cái cửa mình á, không biết anh đang suy nghĩ về chuyện tống cám hay là chuyện đồi thông hay mộ hay là chuyện tình láng và đẹp gì biết, mà anh đã quá kia anh nhúc nhích cái đuôi cọc 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 là mình ảnh thì đang hoan hỷ, còn mình thì muốn té phở đó. Tại vì ngày hôm qua mình không để mình mở ra thì anh nghe tiếng động nên giọt vô rừng tao hù đâu thấy đâu, mà anh làm cho mình mấy ngày mặt mày xanh dần vậy đâu. Muốn nghe kinh gì nó vô nó làm cục cột mình mà đi lấy kinh ra mình đọc chứ. Ví dụ tưởng vậy đó, thì cái này cũng vậy, tự nhiên cái mình tưởng là mấy người đó về thăm mình hiện rồi sao mình thấy mình tưởng chứ làm sao mà về để với cái thân ấy rồi được, không có đâu, nó mình tưởng thôi, còn cái cõi họ như thế nào thì không biết. Nhưng mà khi quý vị có cảm giác như có những người thân mà về kiếm quý vị đó thì quý vị nó làm phước để hồi hướng cho họ chắc hơn, đừng có nghĩ nhiều quá rồi chứ thôi, họ tốt tướng về chắc họ sanh về cõi ăn vui, không có đâu, không ai chắc chắn cái chuyện đó cả. Nam mô Bích Thầy vậy. Sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Xin mời quý vị tiếp tục ạ. Nhưng Minh Tâm có nói nãy giờ có sót câu hỏi của ai xin bót lại. Thấy định tại song tu. Kính thưa sư, câu pháp cú 46: biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Thưa sư, chữ huyễn ở đây hiểu theo nghĩa vô thường, phù du tạm bợ, có đó rồi mất, sanh rồi diệt, hay huyễn theo nghĩa là không có thật, giống hiểu như pháp chế định không có thật, thấy vậy mà không phải vậy chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền quả, dạ kính thưa chư quý vị. Từ này chúng tôi coi lại, chúng coi trong viên sự với coi trong Bali mới được, chứ còn dịch kiểu này thì chắc là không có coi cái bản giải thích của mấy ngày mà có kinh nghiệm mà mình nói là sợ nó không có được chính xác, nên là tuần sau đi ha. Nam mô Bích Thầy, dạ. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. Thời gian cũng không còn bao nhiêu quý vị. Đồng hồ Minh Tâm là gần 5 giờ, tức là Việt Nam là 6 giờ sáng rồi. Chúng ta còn khoảng nửa tiếng nữa, 30 phút nữa. Tranh thủ nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Định tuệ song tu. Kính xin sư giải thích sự khác nhau giữa thọ thọ uẩn và thọ thủ uẩn chấm hỏi. Và con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Chư thọ đó là một loại tâm sở, nhưng mà nếu mà tính theo pháp của nó đó thì nó là một cái tập hợp khác, chứ tập hợp đó gọi là quẩn quẩn, nó thọ thọ quẩn. Còn thọ thủ quẩn đó tức là cái tứ thủ nó với lấy cái thọ này làm đối tượng của nó, với lấy cái thọ này làm đối tượng của nó, thành ra tất cả các pháp gì mà hữu phi mà là đối tượng của tứ thủ đó thì mình đều gọi là thủ uẩn cả. Ví dụ như là cái câu banh chặt ba tha nó canh tha thúc khả đó, tức là ngũ uẩn thủ đó, tức là ngũ uẩn là duyên, là cái đối tượng của tứ thủ, là gì, là đối tượng của tứ thủ vô chấp cái đó rồi. Thành được thọ thì nói về phương diện mà tâm sở thì nó chỉ có một cái tâm sở thôi, nhưng mà tâm sở đó nó có 11 điều kiện là nó mới được gọi là quẩn. Một điều kiện là gì, tức là có hiện tại quá khứ vị lai, có trong có ngoài,
có sanh có diệt. Có 11 điều kiện thì nào cũng vậy, thì được gọi là quẩn, thành ra thọ là thọ quẩn, và thọ là cái đối tượng của tứ thủ, thành ra gọi là thọ quẩn thủ quẩn. Nam mô Phật á. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. À, thấy minh tâm nó giọt mắt rồi, để mic vào đây. Con cũng xin thế nói chút xíu, xin sẵn dịp hỏi sư về vấn đề liên quan đến cái đời sống hàng ngày của mình đó. Trong kinh Đức Phật cũng hay nói về cái sự khổ. Giảng rõ về kỹ về cái sự khổ này kia thì chắc chắn người đời không ai mà không có biết vấn đề đó, ai cũng biết đời sống là khổ, yêu là khổ, đủ thứ chuyện ai cũng biết là khổ hết. Mà hễ mà nghe nói đi tu, người ta nói là đi tu chi cho khổ thì không biết nữa, tu chi cho khổ. Ta biết ngoài đời cũng khổ, mà đã là biết rồi là biết khổ mà tại sao vẫn đâm đầu vào cái khổ, thì đây là cái vấn đề mà cái chữ biết mà như vậy thì như thế nào. Và con cũng tỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái biết khổ mà vẫn đâm đầu vô cái khổ là sao vậy? Con cũng tỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa dạ, quý vị. Thật sự là biết khổ đây, chữ khổ đây đó có nghĩa là cái điều mình không vừa ý, cái điều mình không vừa ý, thành ra mình chỉ biết có nhiều đó thôi. Nhưng mà thường thường đó, nếu mà nói cho đúng mức đó, thì thứ nhất là những cái pháp mà được gọi là khổ đó, thì mình biết là tại vì nó là thuộc loại là nghe khổ thật sự, tức là thọ khổ đó, mình nói thọ khổ vậy cho nó dễ hiểu ha. Còn cái pháp mà mình không thấy thấy chưa tới, tức là thọ lạc, thì thọ lạc là hoại khổ. Còn cái pháp mà mình không thấy được luôn đó thì cái đó là khổ khổ ha. Thì khi mà mình muốn thấy cái đó là mình phải qua một cái pháp hành. Khi mình thấy cái pháp hành thì cái đầu tiên trước hết là mình thấy cái thọ khổ mà thôi, rồi từ từ mình sẽ thấy cái thọ lạc. Sau khi mình thấy thọ khổ thọ lạc rồi đó, nó mình mới thấy một số số cái nhân duyên của cái thọ khổ thọ lạc đó, tức là mình thấy được trạng thái của sự khổ, trạng thái của sự khổ. Khi nào mình thấy trạng thái sự khổ xong rồi nó cái tâm nó có năng lực, cái tuệ nó có năng lực rồi mình mới thấy thêm cái khác. Mà nhưng mà thường thường mình nói mình thấy khổ tại sao mình không thấy, tại vì khi một cái dừng đó làm cho mình không vừa lòng đó, thường thường mình không có nhìn tiếp theo để mình thấy cái gì tiếp theo, mà thường mình tìm một cái phương pháp để mình giải tỏa đó. Thành ra có người đó đi làm về bây giờ chửi cảm thấy khổ quá thì uống rượu đó. Hoặc là đi chơi bài bạc thế dụ vậy đó, tức là mình tìm cái đó để mình giải khuây cái mà đang làm cho mình cảm thấy là không được an vui. Thành ra con đường đó nó sai lầm, là mình mới mới dùng mình dương hành là nằm ngay chỗ đó, nó sai lầm rồi mình cứ khổ hoài mà cái khổ mỗi lần khổ là mình cứ tìm tìm đó. Nhưng mà cái đó chỉ là thọ khổ thôi, chứ nó chỉ là một loại thọ ấy. Nhưng mà khi mà mình tìm cái đó đó, mình tìm nhiều khi mình tìm đúng cái chỗ nó gặp bạn bè nó khuyên, ngay lúc đó mình được ăn vui, nhưng mà mình lại không biết cái đó cũng là khổ, là hoại khổ. Bởi vì cái sự ăn vui đó nó sẽ mất, không có sự ăn vui nào còn đó, cái khổ nó cũng sẽ mất. Mà mình không có chịu quan sát để mình thấy cái khổ nó cũng sẽ mất, mà mình đi tìm phương tiện để cho nó đừng khổ nữa. Nên là chúng sanh cái luân lưu trong ba cõi sáu đường, tại vì tìm cái phương tiện mà không đúng theo cái nhân duyên nhân quả của nó. Mình không học lời Phật dạy, cái mình đi tìm để ấy, thí dụ như bây giờ nóng quá mình đi tắm vậy thôi đó. Hoặc là đó là kiếm gì ăn, mình không có khoe cái đó cái gì. Nhưng khi mình kiếm ăn, mình cái bình thường mình kiếm ăn thôi, là mình không biết cái chuyện cơ thể mình như thế nào, mình ăn nhiều khi ăn vô rồi nó bệnh hoạn do thức ăn không chừng, thí dụ vậy đó. Thành ra mình phải có những cái phương pháp mà được dạy dỗ bởi cái bậc trí rồi đó,
thì mình mới tập từ từ thì mới. Nhưng mà khi người ta thấy được cái phương pháp của cái đó, đó cái khổ cái tiền nghiệp mình nó xấu quá, nó mới bị những người xung quanh họ nói tu làm gì cho khổ. Chứ còn ở các nước mà được học nhiều cái đó, đó người ta nói mình đi tu người ta rất là hoan hỷ, người ta xả thú, người ta này nọ ông sùm, chứ người ta đâu có bao giờ người ta nói đi tu là khổ đâu. Đó là người ta còn đứng xung quanh ta hộ độ, ta chờ cho khi nào mình đi trị bác để người ta ấy nữa. Chứ còn còn nếu mình học đàng hoàng thì mình mới thấy được mấy cái đó, mà thấy rồi mình mới có thể mình đi theo con đường mà cô bậc trí người ta dạy thì mình mới tránh được. Chứ còn không mình cứ nghĩa là dính từ cái chạy ra để rồi dính mắt rồi chạy vô đó lại, rồi chạy tới chạy lui cái vậy đó, lưng lu ba cõi sáu đường hoài là vậy đó. Thật sự là mình không hiểu rõ cái khổ là cái gì, mình chỉ biết là nó mình không giữ là khổ rồi, nên cái đó chưa chắc, cái không giữ chưa chắc là khổ, mà cái mình giữ ý chưa chắc là không khổ đó. Thì tùy theo nó mô với thầy á. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni và kính chào đạo Trang. Ồ, Huynh Minh Tâm trở lại rồi hả? Bạn Nguyên Trang thấy ngài trả lời xong rồi mà chưa? À, dạ thôi sẵn con đây con xin đọc câu hỏi cũ ha. Như cánh chim trời. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. À. Cảm ơn sư Tâm. Kính bạch ngài, nhân duyên nào để sanh chánh kiến và duyên nào để sanh tà kiến? Bạch ngài từ bi hoan hỷ chỉ dạy. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Trong pháp hai chi đó, thứ nhất bà đó tô khô xạ nghe hoặc đọc một cái điều gì từ người khác. Cái thứ hai, ai vô này sổ mà ná xì ca ra, không có khả năng tư duy tìm hiểu. Đó là nhân sanh tà kiến. Cũng là bà đó tô khô xạ, mình đọc từ cái điều gì hay là cái nghe cái lời gì người khác nói. Vô này sổ mà ná xì ca ra, có khả năng quan sát, có khả năng suy tư những cái gì đó, làm cho trí tuệ phát sanh, tức là có là người phát được chánh, có chánh kiến. Thì nó chỉ có một chuyện thôi, tức là mình nghe hay gì, nhưng mà mình có đầy đủ cái sự hiểu biết để mình quan sát, có đầy đủ hiểu biết để mình tư duy những cái điều mình nghe hay không. Nếu có khả năng thì có thể phát sanh trí tuệ, mà thiếu khả năng thì tà kiến phát sanh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông, cảm ơn Thi Lâm bó lên câu hỏi. 1116 vô minh ái dục thủ hành và nghiệp là nhân đi tái sanh luân hồi. Có người nói sao nhiều vậy, xin sư giải thích. Con xin cảm ơn sư nhiều và con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, tại trong cái giáo lý duyên khởi đó, chú giải chia ra nhiều kinh nghiệm như lắm. Nếu mình nói ba thời nó khác, mà nói 12 chi nó khác, mà nói 20 khía cạnh nó khác. Thành ra cái hỏi đây là hỏi về 20 khía cạnh, tức là về nhân quả, tức là vô minh hành ái thủ, thủ nghiệp hữu được xem là nhân quá khứ. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ xem là quả hiện tại. Ái thủ nghiệp hữu vô minh hành được xem là nhân hiện tại. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ được xem là quả vị lai. Thì nó có 20 cái điều kiện đó. Khi 20 điều kiện người ta tính tới tính lui là nó mới là nhiều.
Nhưng thật sự thì nó cũng chỉ là vô minh hành hành duyên cho thức thức duyên cho này nọ xung đúng, chỉ có 12 chuyện để nói thôi. Mà 12 cái chuyện đó đó, nếu mà nói theo cái duyên khởi thì nó chỉ có 12, nhưng mà nói theo duyên hệ thì nó trùng trùng duyên khởi. Thành ra tùy theo chỗ mình nhìn hay nhiều hay ít, là do chỗ mình nhìn, chỗ mình quan sát, chứ không phải là bao nhiêu đó là nhiều hay là bao nhiêu đó là ít. Nam mô Bích Thà giá. Dạ sa thú sa thú. Dạ kinh trường sư Liễu Tông. Dạ xin mời quý vị tiếp tục ạ. À, nãy giờ không biết Minh Tâm có sót câu nào không. Dạ sau đây thấy định tuệ song tu post lên. Kính thưa sư, tâm siêu thế thánh đạo thánh quả cũng là pháp hữu vi, cho nên cũng bị vô thường, như vậy có bị xét là rơi vào hành khổ và hoại khổ không thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bồ Tát. Dạ kính bạch chư tông này. Dạ kính thưa chư quý vị, chỉ có pháp vô vi mới là thoát khỏi những cái điều đó thôi. Còn dầu là tâm siêu thế nó sanh là nó cũng diệt, mà khi nó sanh nó phải, đâu phải là mình muốn nó sanh được đâu, nó phải có điều kiện. Khi nó diệt cũng do điều kiện mà nó sanh diệt, chứ không phải là muốn được. Là nó khi mà muốn được gì tức là nó phải là khổ rồi, mà khi nó sanh nó ở lại chỗ mà nó tới lui tức là nó phải vô thường. Mà trong lúc nó sanh thì nó có cái loại thọ ở trong đó, thì khi mà đang sanh thì nó cái thọ đó là thọ gì? Nó ví dụ như mình nói sơ thiền không thì phải thọ hỷ, thành ra có thọ có thọ hỷ có bị tị rồi trong đó, nhưng mà nó diệt thì nó phải bị diệt chứ làm sao nó ở hoại, nó đâu ở hoại mình được, thì vẫn khổ như thường, không có nào mà quá mức đó đâu. Thật sự là có những cái điều mà mình không có hiểu trong người của mình đó. Nó có ba chuyện thường mình nên phân biệt để mình hiểu người mình nó như thế nào. Có những cái loại mà mình gọi là quy tịch cả má kỳ lê xà đó, tức là phiền não thô thiển có thể mình thấy được, tại nó ra thân khẩu ý, nó ra thân di khẩu rồi. Có những cái loại nó hơi di tế hơn, mình gọi là bà rí vô thả ná, tức là chỉ thấy bà. Nhưng mà có những cái loại đó nó có tên, nó là điệp viên 007, nó có bảy chuyện. Cái gì thế, điệp viên 007 mà nó ở lúc nào nó ở đâu mình đâu có biết rồi đó. Mà khi nào mà nó nhào vô nó kêu mình là biết coi rồi. Nó thành nó bởi vì nhớ điệp viên 007 đó. Mà trong người mình nó có là bảy cái thằng đó là ớn nhất. Nếu mà mình không có học được giáo pháp thì chắc chắn là mình không biết bảy đó là ai. Nhà học được giáo pháp biết là nó ở ngoài ta gọi là 007, là nó đeo kiến đen rồi đó. Kiến này là điệp viên 00 thấy, còn cái 007 khác, còn đeo kiến như kinh này đó là gọi là 00 thấy, chứ không phải 007. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú, dạ con kính tri ân sư Liễu Tông. Và dạ, chúng ta còn mười mấy phút nữa thôi quý vị, và dạ, tranh thủ nêu lên những thắc mắc của mình. Và dạ, nãy giờ Minh Tâm có sót câu hỏi của ai xin quan hệ post lại nha. Và dạ. Nguyên Trang nãy giờ giơ tay nè, đọc câu hỏi mà có gì thắc mắc không. Nguyên Trang có gì thắc mắc giơ tay lên hỏi nha. Nguyên Dương nãy có trở lại máy chưa? Dạ con thấy có câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, tại sao tâm tham và tâm sân có trạng thái đối nghịch nhau, nhưng cả hai đều có thể làm nhân để tạo loại ác bất thiện nghiệp, nói lời phiếm chấm hỏi? Và dạ, con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bích Thầy. Dạ kính bạch chư tông. Dạ kính thưa sư quý vị, với tâm tham là dính mắc trong đối tượng, còn cái tâm sân là nghĩ tới việc quý việc đối tượng nha. Thì hai trạng thái nó phải đối nghịch nhau, nhưng mà dầu muốn cho nó còn hay là muốn cho nó mất đều là cái trạng thái làm cơ thể
hai nó cùng tạo một cái hai pháp nó cùng tạo một cái loại pháp ác khác, nhưng mà nó phù hợp với nhau, hợp với nhau. Bởi vì cái tâm tham này đó là hiểu sai, hoặc là thích chứ không thích, tức là không thích là ngã mạn, còn hiểu sai tức là tà kiến. Nhưng mà cái tâm sân khi nó phát sanh lên, nó đâu có làm cho tà kiến nguy hiểm, hay làm cho nghĩa là thích hàng thích là nguy hiểm đâu. Mà nó ghét những cái mà tâm tham không thích, chứ không phải là nó ghét cái mà tâm tham thích. Đó, vậy đó. Thành ra những cái trạng thái đó nó rất là vi tế trong cái hệ thống của nó. Thành ra lý do đó, thành ra nó nhiều khi nó tạo cái lời phù phiếm đều có thể đưa hai cái anh chàng này hết á. Anh chàng này nó có cái điểm tương đồng, mà cái điểm tương đồng đó đó là cái quả xa, còn cái quả gần của mình thấy là không phải. Quả gần mình thấy là những cái chuyện thông thường là cổ tham sân khi nó phát sanh thôi, nhưng quả xa nó vẫn có sự cái đồng bộ với nhau được. Nam mô Bích Thai giá. Dạ sa thố, sa đây con thấy như cánh chim trời, kính bạch ngài, hồi trước con hay nghe mấy ông thầy bên Bắc Tông thường nói đến tâm không, tánh không khi chứng thiền chấm hỏi. Vậy trong Phật giáo Nguyên Thủy có các loại tâm không, tánh không không thưa ngài? Con kính tri ân ngài và con kính thỉnh sư Lỗ Tông ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Đó là những cái chuyện mà suy tư của cái hệ bên đó thôi, chứ những cái đệ đó tánh biết hay là Phật tánh gì đó trong hệ Nguyên Thủy thì không có, ngài có thể không có. Nếu mà mình sanh ra mà đã có Phật tánh như là tánh tánh giác rồi đó thì mình luân hồi chi vô mệt nha. Luân hồi chi cho nó mệt chứ, đem ra xài đi chứ. Thành ra những cái đó là do những cái sự tưởng không người lái của một cái số cái vị bên đó mà nghĩ rằng mình là người hiểu biết hay người gì đó. Nhưng mà biết thì biết nhiều, nhưng mà con cái vị đó không có biết, tức là biết trật thì không biết, cái gì cũng biết hết đó, nhưng mà con cái biết trật không biết. Thành ra cứ nói trật hoài. Nó trật hoài. Như vậy hồi xưa giờ chúng tôi có một cái thí dụ để giải thích cái chuyện mà tánh biết hay là Phật tánh, chúng sanh không có, không có. Chúng tôi có thí dụ giống như là cái chi, quý vị biết chi sao, chi không? Hay là bên dự nở Âu Châu là gọi là Phroma đó, quý vị có biết cái đó không? Đó. Hỏi cái đó lấy từ đâu ra? Thì thường thường lấy trong sữa bò, phải không? Rồi mình kết luận trong sữa bò có chi hay có Phroma, cái chuyện đó là cái kết luận rất là thiếu trí, thiếu trí. Mình lấy sữa bò ra rồi mình qua một cái hệ thống, rồi nó mới loại ra mấy chất đó. Chứ nếu trong sữa bò có sẵn chi Phroma thì mấy ông chủ nuôi trại nuôi bò thì sao không ra bóp vú bò lấy chi lấy Phroma ăn đi, phải đi mua, phải không? Đó. Thành ra cái chi phô ma giống như thí dụ giống như tánh biết rồi đó, nó ở trong người mình thiện, nhưng mà phải qua một cái hệ thống lọc liếc làm này làm nọ rồi nó mới loại ra cái đó, nó loại ra cái thì cũng vậy, mình nhờ vào học hỏi những cái điều mà các bậc trí dạy, thành ra trí tuệ nó mới phát sanh. Mà khi trí tuệ nó phát sanh tới cái lúc nào đó nó đủ sức, đủ năng lực của nó đó, mình mới gọi cái lúc đó là cái sự biết, tức là đắc đạo đắc quả được. Chứ còn nếu mà có sẵn thì thôi, chứ mấy ông mà có sẵn làm sao đi tới lui lưng thang lang thang bốn cõi sáu đường hoài. Mà có nhiều ông rất là tào lao, nói là ta không nguyện, đi nguyện ta không vào địa ngục ai vào. Quý vị bữa nào gặp mấy ông đó chỉ ông đi vào địa ngục dễ lắm, nghĩa là cái ra đường thì thấy người thì cái cắt cổ họ, thấy đồ để ra rồi cứ lấy,
thấy vợ người ta cứ theo dê đó. Rồi ai cứ nói dốc nói xạo chơi, gặp rượu thì uống, làm bao nhiêu đó là đi địa ngục chứ đâu cần nguyện chí gì. Nguyện tào lao, đi xuống đó thì không cần có nguyện gì đó. Làm ác đi rồi đi đó. Rồi có những cái vô ý mà cứ ngồi tối ngày ngồi tin hoài, mình tin riết rồi mình cũng trí tuệ cũng đi theo. Thành ra từ đây sao nhớ là mình không có Phật tánh, nhưng muốn cái đó nó phát sanh thì phải qua một cái pháp học pháp hành đàng hoàng, chứ không phải là không mà có được. Mô với thầy á. Sa thú sa thú, kính tri ân sư Liễu Tông. Biết làm chi chắc con giàu rồi sư này. Làm chi bán lời dữ lắm. Qua bên châu Âu có nhiều cái chỗ bán chi mắc giả mang luôn. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Thấy định tại song tu, kính thưa sư, tưởng tri và tâm sở tưởng giống và khác nhau ra sao? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Phật thầy giả kinh bạch chư tao này giả kinh thầy chư quý vị. Tưởng tri là sự biết của tưởng, tâm sở tưởng là một loại thực tính pháp mà nó có sự biết. Thường thường trong kinh điển thì đề cập tới ba cái sự biết chánh là biết của thức, biết của tưởng và biết của tuệ. Thức là biết cái gì, biết đối tượng, còn biết là cái gì nó không biết đâu. Còn tưởng tưởng tri là biết qua điều kiện, từng thấy qua, từng nghe nói, từng gì đó, rồi sao thấy là biết, biết qua điều kiện. Còn tâm sở tưởng thì đó là một cái thực tánh pháp mà đi đi chung với tất cả các tâm khác, tâm khác. Thành ra nếu mà nói giống nhau thì nói giống nhau trên phương diện thực tánh pháp là tâm sở tưởng, nhưng mà nếu mà nói trên phương diện mà phân tách ra thì tưởng tri là biết của tưởng. Còn tâm sở tưởng thì nó cũng làm chuyện biết, nhưng mà có thể cái khác biết giùm nó không chừng. Thì nó tưởng thì biết của tưởng, tức là biết có điều kiện. Ví dụ mình gặp cái người đó họ nói cái đó cái xe là cái xe như vậy vậy, thì mình gặp cái gì giống giống vậy thì mình cũng gọi là cái xe. Nhưng mà tâm sở tưởng thì nó cũng có cái những cái điều kiện tôi nói nãy, 11 cái điều kiện đó. Bên trong bên ngoài xa gần vi tế thô thiển, quá khứ hiện tại vị lai gì đó, đúng đúng 11 cái đó thì là một cái lậu quẩn. Thì tâm sở tưởng nó là tưởng quẩn, nó là một thời loại thực tính pháp, nó một cái thầy giá. Sa thú sa thú, con kính tri ân sư Liễu Tông. Xin mời quý vị tiếp tục ạ. Sắp hết giờ rồi, mấy chú kinh có còn câu hỏi nào không ạ? Mời chú kinh lên làm luôn đi. Chú kinh có chiếc máy không ạ? Rồi thấy cái kính đen là mời chú à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ cho Đức Tăng kính chào tất cả quý vị. Mình tâm là bán cái cũng lẹ rồi. Mình tâm là học nghề bán cái đâu, hay quá. Đi châu Âu đã không có đem quà gì về, không có đem chi về hết, là lên khoe không.
trong khi mình nhai cứ nhai mà mình cái tâm mình nó phải ở trong cái đó, ở trong sự quán tưởng đó. Bởi vì nếu mình không ở trừ quán tưởng mà cái tâm mình cứ làm trong chậm chậm mà cái niệm mình nó theo không kịp á, nhai với nhai, đụng với đụng gì không đó, cái đó ác pháp nó vô rất là dễ. Nhưng mà khi ác pháp nó vô giống như cái gì thầy mà dạy Sa Di đó, người đừng đốt cái lưỡi người bằng cái những cái pháp mà người đang suy nghĩ, thấy không? Thành ra mình ăn đúng là nên theo lại, chứ không bao giờ mà theo lại bất cứ ai nếu mà cái lời dạy nào đó mà nó không có trong kinh điển, không phù hợp với luật, không phù hợp với pháp, hoàn tinh nữa. Hoàn tinh. Chứ mình vô mình cứ ngồi suy nghĩ là dở à, múc à, đụng à, làm sao mình nhai. Phải không? Sao mình nhai? Bây giờ bây giờ chị đó bây giờ là tử rồi, sao mình nhai? Có chừng mất cổ, mất nghẹn, nuốt xương hồi não quay á, thấy không? Là có những cái là cái phương tiện, có những phương tiện không thể áp dụng trong điều kiện đó được đó. Thành ra tốt nhất là nghe ta lại với Đức Phật là chắc ăn nhất. Rồi đừng nghe cái, có những cái gì khác, dầu là thầy mình là thiền sư nữa, nhưng khoan đó. Bởi vì mình cứ mình ngồi mình niệm nhai à là ở đâu không có nên. Có những cái là bởi vì khi nào mình niệm vậy là cái tâm mình nó vô chế định rồi, làm sao mình quan sát được cái tự tính pháp được. Nhưng mà trong ăn thì không, Đức Phật không dạy là quan sát tự pháp, mà quan sát cái điều kiện trong lúc đó mà thôi đó. Còn khi nào mình làm những cái chuyện khác, đi đứng nằm ngồi này kia sùm thì mình có thể quan sát theo tự tính pháp được. Bởi vì lúc đấy còn ăn, ăn mà mình quan sát theo lối tự tính pháp qua chừng mình nuốt rồi mình mất xương bắt đầu để cho đâu có dễ đâu, thấy không? Thành ra Đức Phật không có dạy cái dù mà nhai à, biết nhai, động gì biết động, cái đúng lúc ăn không có đâu, thấy không? Vậy nên theo cái bài quán tưởng về vật thực của Đức Phật dạy trong lúc ăn mà thôi, chứ không phải quán tưởng về thực là ăn vô rồi đụng vô cơ thể này nó dơ vậy mai mốt nó ra, nó xuống ra cụ khiếu thành mồ hôi, rồi xuống cái ngã sau thì nó thành cái gì, mà xuống ngã trước nó thành cái gì. Cái đó là để khi nào mình vô mình hạ thủ công phu mình ăn thiền á, chứ không phải mình thành thiền trong lúc ăn. Không ai nói thành thiền lúc trong lúc ăn hết á. Thành thiền trong lúc ăn coi chừng á mất xương lúc đó mệt mất công. Nhờ cái ngày trưởng lão chú rum này tụng cụ sa la tham ma, cụ sa la tham ma cho là mệt nữa ha. Nam mô Phật Thầy giá. À, sao thứ dạ, kính thưa đường đạo lưu tông. À, cái vấn đề này cũng là rất là nhiều người trăn trở, cũng khó hỏi vấn đề này nhiều. Ta nói vô ăn thì vô cái mắt thấy đồ ăn, là hay là cái bụng nó bắt đầu nó kêu rồi, đói quá nó rung rồi, mà sao bây giờ mà ghi niệm cái gì được. Nhưng mà trong phương pháp ta vẫn dạy là khi mình vô thấy đồ ăn mình nhìn, không được ăn liền, nhìn xong từ từ mới cầm muỗng niệm dơ múc kia nọ, từ từ vô vậy đó. Thì cái phương pháp đó ta mới gọi là một người có chánh niệm trong khi ăn. Còn theo một cách quán tưởng vật thực như sư dạy ra thì cái đó người ta nói chỉ là cái đó là mình đọc kinh thôi, mình niệm cái bài, nó không có đúng theo cái pháp hiện tại trong lúc mà đang ăn. Cho nên cái vấn đề này có nhiều người thì lúc trước còn có quen một ông sư luôn đó, thấy ông khác là ông thấy ông khác ăn nhanh là ông ra ăn kiếm chuyện, là ăn không có chánh niệm, ăn này kia nọ, ông cự người ta, nói ăn thì không có chánh niệm, ăn thì không có đúng pháp này kia. Thầy con nghe biết ông nói thời gian sau cái biết ông quần tục, ông bị đứt đầu ông quần tục. Thì trong vấn đề này thì theo như sư nghĩ như thế nào trong vấn đề ta nói là mình ăn mà không có đúng theo cái pháp trong hiện tại, thì vấn đề này mình phải giải thích như thế nào để rõ hơn cho được mọi người được hiểu. Dạ, con cũng tính xin. Nam mô Phật Thầy giá kính bạch chư tôn hay giả kính thưa chư vị, mình thật sự mình ăn và mình quán về vật thực theo trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy trước khi ăn, khi nhận mặc đồ này kia quán cái đó thôi, chứ ngài không có dạy quán theo cái kiểu mà thiền minh sát nên nhớ chuyện đó. Bởi vì trong lúc đó mình đang ăn mà mình vô thiền minh sát làm sao mình ăn ngang nhai, biết là nhai cái hả họng ra để biết để nhai rồi chừng nào mới nhai xong, nó không thể áp dụng được, đúng không?
Nên nhớ khi mình ăn uống, mình lái xe vậy đó, là mình có niệm trong chế định pháp mà thôi, chứ không thể có niệm trong chân đế pháp được. Nếu mình lái xe mà mình có niệm trong chân đế pháp rồi vượt đèn đỏ không sao, mình chỉ biết đỏ à, đỏ à, chứ không biết thắng à. Cảnh sát kêu lại thấy à, thấy à, nó đưa bằng lái xe coi nghe à, nghe à. Lúc đó là nó kêu ambulance chở đi nhà thương niên chở đó mà. Mình về với cái chuyện gì đó thì trong lúc ăn cũng vậy. Cái niệm có thì có niệm trong chế định pháp liên quan tới vật thực mà thôi, liên quan tới ăn mà thôi, để ăn đừng có nhai xương, đừng có mắc cổ, đừng có này nọ thôi, chở đó mà. Mình để nhìn thực tính pháp, nhìn thực pháp phải khỏi nhai luôn. Quý vị về cái suy nghĩ lại biết liền. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chi Tông Hiền Giả, kính thưa cho quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh do thiện thực pháp trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả trong đạo tràng này có cơ hội để chấm dứt ác pháp ngụ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thà Gia, nam mô Tham Mà Gia, nam mô Sang Kha Gia, nam mô Rất Thanh Nát Tây Sa. Dạ sa thú, sa thú, và kính tri ân sư Liễu Tông, và kính chúc sư một đêm an lạc. Sau đây mời quý vị nào biết tụng kinh tiếp tục lên tụng kinh. Nguyên Trang có lên được không ạ? Dạ sa thú bằng tay Nguyên Trang, mời Nguyên Trang tiếp tục. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư ngài Lữ Tông đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng giải cho chúng con những câu hỏi về Phật pháp trong ngày hôm nay. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Yang kinh chi kusala kammang katappang kiriyang mama kaye na wacha manasa tidase sukatang katang ye sakta sanyino akti ye cha sakta asanyino katang punya phalang mai hang sabbe phagi phawantute ye tang katang suviditang dinang punya phalang maya ye cha tắc thana cha nan ti đề hoa gan toa ni quê đa dung sắp bê lô cầm hi dê sắc ta chi văn ta ha ra hê tu ca ma nôn nhang phô cha năng sắp bê la phân tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây một lần nữa con kính tri ân quý cô chú đã đến với đạo tràng. Dạ con không biết ngài Trí Đức có còn trước máy không ạ? À? Dạ con kính, dạ sa thú con kính dâng mít lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bụt Thà Gia. Rất là hoan hỷ với những cái pháp thoại của ngài Lữ Tông. Ngài đã trả lời những sự thắc mắc của quý vị trong sự tu tập, và đây cũng là một cái thời pháp mà sau khi chúng ta nghe xong có những lỗi lầm vô ý hoặc là cố ý thì chúng ta nên sám hối,
là trước khi hồi hướng cái điều này chắc xin Nguyên Trang quên rồi ha. Rồi quý vị trong đạo tràng chú ý ha, khi có duy tăng hoặc là không có duy tăng thì sau khi nghe pháp xong chúng ta cũng nên sám hối và thỉnh một vị nào đó lên phúc chúc, rồi khi đó chúng ta sẽ hồi hướng. Đó là nguyên tắc ha. Hôm nay không biết sư Nguyên Trang nghĩ sao bị ăn liền. Rồi thời gian sinh hoạt của chúng ta cũng đã trôi qua, bây giờ quý vị sẽ nghe Chư Tăng Thái niệm về hồng danh của Đức Phật, và niệm hồng danh Phật để kết thúc buổi sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay.